Rồi bây giờ chúng ta sẽ chữa cái đề này, đúng không? Bây giờ chúng ta đã có trong tay cái đề rồi. Đấy, thì bây giờ chúng ta chữa, bởi vì anh sẽ không chấm điểm bất cứ bạn nào nữa, chỉ có hai bạn duy nhất là nộp bài đúng hạn là chấm thôi. Còn đi muộn không chấm. Nộp muộn không chấm. Không nộp thì càng không chấm. Nhá. Đấy, tất cả các bạn có đề chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chữa đề và anh sẽ chữa thẳng trực tiếp vào đây luôn nhá. Anh sẽ chữa thẳng trực tiếp vào cái file này luôn. Thì đề này nó đã theo một cái cấu trúc chuẩn, tức là nó có cả trắc nghiệm, có cả đúng sai và có cả tự luận ngắn. Được chưa? Đấy. Hôm nay các bạn muốn học luôn hay giải lao nào? Học liền hay giải lao nào? Nào, các bạn đợi tí nhá. Ô, chết rồi, nó bị làm sao đây? Ô. Nào, các bạn nhìn ở đây nhá, chúng ta bắt đầu chữa nhá. Nào, tất cả các bạn đã có đề trong tay chưa? Tất cả đề có đề trong tay chưa các bạn? À, ok nào, bây giờ chúng ta cùng nhìn vào đây để chúng ta anh sẽ chữa cho các bạn nhá. Xem nào, ok, phần mực, sao lại mực nhỉ? Nó là vẽ mà nhỉ? Tại sao ai chỉnh cái này mà nó trở thành cái hình như nó chưa nhận cái này. À. Anh hiểu vấn đề rồi. Anh hiểu vấn đề rồi. Ôi, được rồi, được rồi, được rồi. Bảo sao mấy lần dùng cái này nó bị lỗi các bạn ạ. Từ từ. Không nhận cái này, đây rồi. Đấy. Ok, chúng ta chữa nhá các bạn nhá. Đấy. Đầu tiên câu 1. Cho hai điện tích Q1 và Q2 có cái độ lớn bằng nhau nhá, chứ không phải là dấu. Đặt tại hai điểm AB và vectơ cường độ điện trường tổng hợp đấy, do Q1 và Q2 gây ra tại điểm M thì có hướng như hình vẽ. Thì người ta có bốn cái kết luận thì người ta hỏi sẽ kết luận nào là đúng, được chưa? Kết luận nào là đúng. Đấy. Nào, các bạn chọn đáp án gì ở đây nhỉ? À, Q dương và Q1 dương và Q2 âm. Đấy, Q1 dương thì nó đẩy ra, đúng không? Q2 âm thì nó làm sao? Q1 dương thì nó đẩy ra, đúng không? Q2 âm thì nó hút hút về. Thì cảm thấy nó hợp lý không? Cũng khá là hợp lý, đúng không? Hợp lý. Hợp lý nhá. Thế còn nếu mà hai thằng trái dấu thì các bạn biết sao? Nếu hai thằng trái dấu ấy, à, hai thằng cùng dấu ấy, ví dụ thằng này dương thì hai thằng này đều đẩy ra đúng không? Hai thằng đẩy ra mà các bạn nhớ là độ lớn của hai thằng Q1 Q2 có bằng nhau không? Bằng nhau thì dẫn tới là hai thằng ấy đẩy xong triệt tiêu nhau luôn. Hiểu vấn đề không? Như vậy là hai thằng không thể là đều âm, cũng không thể đều dương được. Đấy. Còn cái Q1 Q âm, Q1 âm và Q2 dương kia thì nó dẫn tới cái hướng nó bị sai. Đấy, nên là câu này đáp án sẽ là A. Cả lớp hiểu câu này chưa? Nhớ nhá, đấy, cả hai đều âm thì nó sẽ bị triệt tiêu nhá, bởi vì độ lớn của nó bằng nhau. Đấy, như vậy câu 1 đáp án là A. Ok. Nào, câu 2. Đấy. Các bạn chú ý nhá, anh hỏi các bạn nào mà bạn ấy trả lời đúng là tí nữa sẽ được có thể là cho cơ hội để gỡ tội. Nào. Nó đủ câu hỏi đấy. À, hình vẽ dưới đây mô tả điện tích đúng không? Nào, trật tự nhá, anh hỏi bạn nào, bây giờ bạn nào giơ tay trả lời câu này nào. Rồi cho thằng Quốc Huy này, tại vì Hà Phương là nộp bài rồi nên thằng Huy là chưa có bài. À, Q1 nhỏ hơn không? Cả hai cái đều nhỏ hơn không? À, cả hai đều nhỏ hơn không chứ, đúng không? Tại vì nó đều hướng vào nó đúng không? Cái đường sức điện nó đều hướng vào thì đều nhỏ hơn không, vậy đáp án là gì? C, ok, được chưa? Đấy, như vậy anh sẽ nốt vào đây là Quốc Huy sẽ là trong cơ sở có thể xem xét.
xem xét cho gỡ điểm. Nào tiếp, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 3. Đừng hỏi tại sao học kém, nó có nguyên nhân cả. Các bạn không kỷ luật bản thân, không tự giác thì tự nhiên dần dần nó cứ lùi lại. Có những thời điểm đỉnh cao, điểm mình rất ok rồi. Có những thời điểm mình học rất là tốt rồi, tự mình làm mình ấy thôi. Đấy, như cái giờ này. Nào, giơ tay mạnh ấy này rồi, ok. Linh Phương nào. Đây à, công thức quy gì? Quy củ đúng không? Quy cu đúng không? Ok, đây là công thức rồi. Ok, đây là công thức thôi, đúng không? Không có gì đánh đố ở đây cả. Ở đây anh đang không viết được trên cái khuất này, chứ không anh viết, nó viết thẳng trên đây luôn đấy. Nhưng mà cái này anh không hiểu tại sao nó không nhận cái bút này nữa. Đấy, khả năng là anh sẽ phải mai kia phải fix lại. Nào, câu 4. Đấy, câu 4. Điện thế. Anh chưa đọc đề bài đâu, nhưng mà anh muốn một cánh tay ra lên sao nào. Nào. Ok, cơ hội là từ trên nào. Diệu Hằng nào. C à, VA trừ VB bằng 3 đúng không? Ok. Rồi, hiệu điện thế. Câu này buổi trước gặp mấy lần rồi đúng không? Trong cái đề cương gặp đến mấy lần. Ok, Diệu Hằng. Từ từ ghi lên đây đã, 0,2 này. Diệu Hằng này. Tí xóa tội 3 là Linh Phương này. Từ từ đã, xem mấy bạn tập trung. Hả? Ừ thì em lấy đi, em cố gắng nộp làm gì. Kết quả của em có được nhận đâu mà em lấy. Đấy. Đấy, nào câu số 5. Đấy, câu số 5 này chắc chắn là dành cơ hội cho Minh L rồi. Minh L giơ gãy cả tay từ nãy giờ rồi đúng không? Minh L lần này lại cụp tay xuống à? Nào, có trả lời câu này không? À, B à? B đúng không? Các bạn nghĩ B đúng không? Nào, thế năng đặc trưng cho gì? Thế năng là đặc trưng cho khả năng sinh công. Đúng không? Đấy, ok, chính xác. Thế thì phải bonus thêm một cái nào. Bây giờ Huy Minh nào, Huy Minh giơ tay đúng không? Huy Minh đọc cho anh công thức thế năng, mấy cái thế năng bằng gì nào? D gì? D từ điểm M về đến đâu? Về đến mốc đúng không? Về đến mốc hay là về đến vô cực cũng được, nhớ chưa? Ok, đấy rồi thêm Huy Minh với cả Nhật. Vốn Huy Minh này, đấy. Huy Minh trừ cho 1 phút đi muộn nhé. Là còn 15 phút đi muộn là được. Thấy tội nhẹ đi nhiều chưa? Đấy, thấy là thoải mái rồi. Nhiều khi anh em chỉ cần một chút đấy, tấm lòng thế là được đúng không? Nào tiếp tục, bây giờ đến câu câu số 6. Các bạn không phải không làm được, chỉ là không làm thôi đúng không? Vậy đã đạt đã ghi chưa nhỉ? Đạt không, đạt chưa phát biểu phát nào đúng không? Câu 6 bạn nào nào? Giao rồi, đến cơ hội cho những bạn kia giao nào. A bằng QED. Ok, bây giờ từ từ anh hỏi nhá. Đấy, giao tại vì công thức thì nó dễ rồi. Bây giờ hỏi giao thêm một cái là cái D nó là cái gì nào? Nếu mà trả lời chuẩn nhất D nào. À, giao D nó là cái gì? Trả lời được chuẩn D. Q là điện tích, E là cường độ điện trường đúng không? Còn D là cái gì? Đấy, tay dở vở liên tục này. Đấy. À, độ rời hình chiếu nhá, độ dài hay độ dài cũng được. Độ dài hình chiếu nhá, độ dài của hình chiếu. Đấy. Nó có thể âm không em? D có thể âm không? Có, D có thể âm, được chưa? Có thể âm, có thể dương. Ok. Đấy, các bạn cứ chắc từng cái một như này. Câu này khó nhỉ? Câu này để em, câu này để em, câu này để em. Nào đạt nào. Rồi chọn A. Đấy. Em dùng công thức nào đây? Đạt đọc cho anh lại công thức mà em dùng. U bằng E nhân D. U thì bằng E nhân D này. Xong rồi tìm F bằng E nhân E. F bằng Q nhân E đúng không? Thì dùng như nào nữa? Bây giờ phải như nào? Ghép từ hai cái thằng này như nào để ra được F? À, như vậy F sẽ bằng gì? F sẽ bằng, em phải ghép vào thành Q này, nhân U chia D này, hiểu vấn đề không nhá? Đấy, cũng là một cách nhá. Các bạn nào quên ghi lại vào này nhá, nhá ghi lại ngay nhá. Phong đơm đặt
bạn chỉ nói buồn ngủ thôi chứ bạn không nói học anh chán, có đúng không? Đấy, đơm đặt điều đấy. Phong là x mấy lần tội lên thì ghim Phong đặt điều hạ thấp danh dự của bạn và giáo viên, hạ thấp danh dự bạn Minh L và một người giáo viên chính trực giấu tên. Đấy, còn bảo giáo viên bị vãi chính trực. Chính trực nên đấy có một tên chứ. Câu 8 các bạn nào trả lời không? Câu 8 anh chưa nhìn thấy cánh tay nào cả, câu 8 rồi. Chưa nhìn thấy một cánh tay nào là sao nhỉ? Nào, Quốc Huy nhá. Quốc Huy chọn là gì? D. À, Quốc Huy chọn D. Quốc Huy dùng công thức gì em? A bằng QED bằng Q. À, A bằng QED. Xong bắt đầu ghép cái thằng E với D vào thì nó thành là Q nhân U, nhớ chưa? Q nhân U. Thế thì ở đây người ta cho A chưa? Cho điện tích Q chưa? Thì mình sẽ suy ra U bằng gì? A chia Q. Đấy, cái công thức mà em đọc nó phải như này. Đấy, còn không thì thực ra các bạn ấy xây từ công thức gốc này sang công thức này cả lớp đã hiểu chưa? Công việc thì còn thay số thay điểm vào thôi mà. Đúng chưa các bạn? Đấy. A đấy, 6,4 này nhân 10 mũ trừ 19 chia cho 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Đấy, thì các bạn chia 6,4 cho 1,6 thì nó còn là bằng 4 thôi. Đấy. Không có gì khó cả, đúng không? À, cứ bình tĩnh, câu 9. Câu 9 dễ quá nhỉ? Câu 9 thì đây cơ hội cho bạn nào nào. Rồi Tuệ Linh nào, Tuệ Linh nào. À. Câu này quá dễ đối với Tuệ Linh này. Thôi, Tuệ Linh phải trả lời hai câu đi. Câu này dễ quá. À, bây giờ em muốn trả lời câu 10 hay câu 11 nào Tuệ Linh? Câu 11, ok, em chọn đáp án gì nào? Hình nào vẽ sai? Hả? À, ok, thì câu 10. Hả? A cường độ điện trường tại B bằng 0. Nào, câu này là một câu lý thuyết đúng không các bạn? Nào, các bạn chú ý đến đây. Tuệ Linh chọn đáp án gì? A hay D nhỉ? Thôi Tuệ Linh chọn A, đúng không? Như vậy là Tuệ Linh mới sửa được nửa lỗi của mình thôi, tại vì Tuệ Linh chưa chọn đúng. Anh cần một đáp án khác nào, bạn nào có đáp án khác không? À. Rồi, ok. Như vậy là Linh Phương đã sửa lỗi của mình bằng cách chọn đáp án C. Và tất nhiên là Quốc Huy là một người rất thời cơ. Thấy hai bạn sai rồi. D. Em khoanh ở đây sẵn là D luôn. Thế à? Thế chọn sẵn là D luôn. Anh đừng phải là D mà. Các bạn nhớ đây có phải là dấu cộng dấu trừ đây là điện trường đều E như nhau tại mọi điểm không? Đây là E chứ không phải thế năng động năng hay là điện thế đâu. Đúng không các bạn? Nếu bây giờ hỏi này, đây sửa lỗi này. Nếu đây là điện thế, ký hiệu là chữ V đúng không? Thì các bạn cho anh một cái thứ tự V, tức là thứ tự thế năng từ bé đến lớn nào. V nào lớn nhất? VA. Đúng rồi, VA sẽ lớn hơn. VB lớn hơn V. Nhìn có hiểu không? Gần nhất này, đấy, xa hơn đúng không? Còn đây nó hỏi điện trường đúng không? Các hiểu không? Cường độ điện trường E thì tại ba cái này có như nhau không? Như nhau thì nó bảo như nhau tại A và C thì đúng hơn các câu kia rồi. Còn thậm chí như nhau tại cả B không? Ok, nói chưa? Đấy. Ui à, để anh xem xét nhá. Ui. Chứ anh viết cộng 3 rồi anh nhảy sang tờ khác này. Như vậy số phận không cho em cộng điểm rồi. Em chỉ trách số phận thôi. Mũ 3 đi cũng được anh. Không, anh lỡ viết cái tờ đấy mà anh cảm giác anh viết rất bình thường nhá. Đấy, xong tự dưng thế nào anh nhảy sang tờ kia. Đấy. Anh nghĩ số phận muốn Huy phải cố gắng nhiều hơn. Ừ.
Nào tiếp chúng ta đến với câu 11 nào các bạn ơi. Chúng ta đến với câu 11 nào. Đấy, các hình vẽ biểu diễn sau đây thì cái hình nào sai các bạn nhìn kỹ đi. Rồi trả lời nhìn kỹ đi rồi anh sẽ chờ cái cánh tay của các bạn. Đấy, nó rất là dễ thôi. Đúng không? Rất dễ. Hình như đáp án nó có cả hai hình đúng không? Đúng rồi, đáp án hai hình nó rất là dễ thôi mà, có cái gì đâu. Nào bạn nào giơ tay không? Ok, em tên là gì nhỉ? Anh vẫn chưa nhớ tên mấy đâu. À, Hiếu rồi, Hiếu này. Hình 1 và hình 2 rồi chính xác. Các bạn nhớ là cái điện tích ấy, dương thì nó phải hướng thẳng ra xa, còn âm thì hướng thẳng về, chứ không có khái niệm vuông góc hay là chéo chéo một cái góc nào cả, nhớ chưa? Đấy, như vậy là đáp án là hình 1 và hình 2. Ok. Đấy. Như vậy Hiếu đúng không? Hiếu sẽ được một nốt ở đây. Đấy, cậu chú ý nghe giảng này. Đấy. Nào kia đây, sao nhìn thấy bạn Sơn đang bấm điện thoại như thế kia mà vẫn để đây. Rất là gì? Hả? Chuyển tiền cái gì giờ này? Hả? Sơn chuyển tiền trong giờ này. Hay là Sơn banking? Sao đứa nào thiếu? Tuệ Linh là vừa lại nhắc rồi mà vẫn còn không giơ tay lúc đầu cơ. Không, lúc đấy anh hỏi là chưa đến á? Ở dưới kia cho anh hỏi là ba bạn dưới là mấy bạn sau về sau là bạn nào mất phiếu đấy? Có Sơn này, có ai nữa? Quỳnh Hương cũng mất à? Không mất rồi anh. Thì quên phiếu thôi, Quỳnh Hương. Để ghi vào hết tí nữa phản hồi cho phụ huynh cho tích cực. Nào chúng ta đến câu 12 nào. Đấy. Nào cơ hội cho thằng Phong, là thằng Phong chưa có cơ hội thể hiện là Phong chọn câu 12 nào, xem là đúng hay sai này. Cơ hội cho Phong này. À. Phong B nên là Phong chọn B đúng không? Có cần D nữa không? Anh cho Phong cơ hội là chọn BD đấy. Nếu mà đúng một trong hai câu vẫn chấp nhận. Để anh xem đáp án nào, chưa đợi anh quên rồi, đáp án là gì nhỉ? Câu 12, đáp án B là đáp án chính xác. Đấy, câu này rất là dễ các bạn. Các hiểu đơn giản là các cái thùng xe xăng ấy, các bạn thấy là có cái sợi xích. Thì đơn giản cái này như kiểu bài toán lớp 7, anh nhớ là học rồi, giải thích cái này rồi đúng không? Tức là các cái khi mà cái thùng xăng nó di chuyển thì nó có bị sóc không? Nó có bị sóng sánh không? Thì khi sóc hay bị sóng sánh như thế thì nó sẽ tạo ra cái điện tích do ma sát. Thì cái điện tích mà dư đấy nó phải ngay lập tức nó sẽ chuyển xuống cái sợi xích và truyền xuống mặt đường. Nếu không thì sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị tích điện và dẫn tới cháy nổ. Đấy chưa? Đấy, như vậy là truyền xuống điện tích xuống xuất hiện dưới vỏ thùng xuống đất nhá. Ok. Được, như vậy là câu này chấp nhận cho Phong. Phong B xác nhận BD. Nào câu 13 nào. Câu 13 có một cái tụ điện như hình vẽ như này. Đấy. Tí nữa anh sẽ cho các bạn một cái tí nữa chữa đề cương ra thiều đúng không? Hôm trước là có dính đến đề cương gì nhỉ? Hôm trước đề cương là cao ba quát rồi, phúc lợi rồi đúng không? Thạch ban rồi. Đấy. Tí nữa đến ra thiều nữa mà đi thi vẫn còn gãy nữa thì có một đề về nhà nhá. Các bạn nào mà lần này không làm nữa thì thôi khỏi nói nhá. Tối nay về làm luôn, anh gửi cho đáp án full mà check. Đúng không? Nào câu 13. Câu 13 các bạn ơi, câu 13 sẽ bạn nào chọn đáp án nào? Mình nhìn trên cái hình này nó vẽ này, đúng không? Nó tức là nó cho ở đây là gì? Là cái này microfarad thì có phải là điện dung C sẽ bằng 100 microfarad không? Và U thì mắc là bao nhiêu? 400V, đây là cái mắc đấy các bạn ạ. À.
Vậy thì ý nghĩa câu này là gì? Nào. Bạn nào giơ tay à? Tú đúng không? Ok, Tú trả lời nào. Hả? D à? Điện dung của tụ là như này và giới hạn, hiệu điện thế giới hạn. Rồi, chính xác, câu này chuẩn luôn. 13 đáp án là D. Như vậy Tú là được thêm một cơ hội sửa sai. Đấy. Câu 14. Cường độ điện trường là cái E. Cái E nào, lực ép tác dụng lên điện tích Q đúng không? Đặt trong điện trường thì như thế nào với nào? Nó sẽ là gì đây? Vuông góc, cùng vuông, ngược hướng hay cùng hướng? Mời bạn nào, bạn nào có bạn khác không? Linh Phương xem có bạn nào được không? Rồi nào, Dũng nào, Việt Dũng nào, em chọn đáp án gì nào? B, cùng phương. Ok, chính xác, đáp án B, cùng phương. Đấy, cùng hướng, ngược hướng đều là sai nhá. Các bạn nhớ là công thức là gì? F bằng gì? Q nhân với cả vector E như này, nhớ chưa? Bạn nào quên ghi lại này, thì khi Q dương thì nó sẽ là cùng gì? Cùng hướng. Còn khi Q âm thì nó làm sao? Nó ngược, ngược hướng, hiểu vấn đề không? Thế thì tóm lại là của thằng cùng hướng và thằng ngược hướng thì tóm lại nó là cùng gì? Cùng phương, hiểu chưa? Cùng phương. Cả lớp thông lại này chưa? Nào, lý thuyết thì cứ lung ta lung tung. Hôm nay sẽ giảng thật lực cho các bạn hết cái đoạn kia luôn đấy. Nào, câu 15. Nào, câu này rất dễ, đúng không? Công thức rất dễ. Câu này yêu cầu Chí Dũng làm nào. Thế nào, Chí Dũng có cái ấy không? Chí Dũng làm cho anh xem nào, không làm được. X đôi tội nào. Các bạn ở dưới làm đi và trật tự, làm xong và trật tự để có cơ hội để cướp điểm. À, Dũng có biết làm câu này không? Quá lâu. Rồi, bạn khác nào? Rồi... vừa lấy bạn nào nhỉ? Vừa lấy là Hiếu này, bây giờ là Nguyên đúng không? Ok, Nguyên trả lời sao nào? Bây em dùng công thức nào? Q củ đúng không? Q bằng C nhân U. Nhớ đổi đơn vị micro là nhân 10 mũ mấy? Đúng rồi, 10 mũ trừ 6 ở đây. Rồi nhân ra đáp án B, ok. Như vậy là Nguyên được một phiếu cơ hội. Như vậy Chí Dũng là đang... Nào, câu 16 nào. Câu 16, phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về điện trường? Có bạn nào không? Mười sáu là gì? À, ok. Câu này là đa phần các bạn nói leo nên là không tính bạn nào điểm bạn nào cả. Anh cần cánh tay. À, điện, đường sức điện là những đường cong kín. Cong kín là sai nhá. Đấy, nó nhiều khi lúc nó đâm lung ta lung tung ra nó có đóng đâu đúng không? Rồi. Là nốt 17, 18 để xong cái phần trắc nghiệm là xong chúng ta sang đoạn đúng sai nhá. Một hạt mang điện tích đúng không, di chuyển từ A đến B trên một đường sức điện đấy đều đấy. Động năng của hạt tăng, nhớ chưa? Các bạn chú ý lại đây, động năng của hạt tăng tức là các bạn sẽ hiểu đơn giản là hạt này được đẩy nhanh hơn đúng không, động năng tăng. Nào, bạn nào trả lời không? Linh Vương nào, à Tuệ Linh nào. Đường sức điện có chiều từ B đến A, hạt này mang điện tích dương đúng không? Đường sức điện có điều từ A đến B. Nào, các tưởng tượng này, điện tích điện đây, dương đây đúng không? Âm đây đúng không? Có phải là chiều từ A đến B như này không? Đúng không các bạn? Đây đường sức, đây là cường độ điện trường E. Thế bây giờ các bạn đặt vào đấy một điện tích dương. Đặt vào đây một điện tích dương thì điện tích dương nó sẽ thuận theo tự nhiên, nó sẽ theo chiều nào? Hướng xuống. Như vậy nó là cùng chiều hay là ngược chiều nào?
cùng chiều chứ. Như vậy đường sức điện từ chiều từ B đến A là đúng hay sai? Sai. Đáp án phải ở đây là gì? Đường sức điện sẽ có chiều từ gì? A đến B. Nhớ chưa? Tôi Linh hiểu chưa? Như vậy đáp án ở đây sẽ phải đáp án D. Đấy. Hiệu điện thế AB thì sẽ thể hiện là điện nó sẽ chạy từ A đến B. Nhớ chưa? Phải vẽ hình ra cho nó. Nào, câu cuối cùng dễ quá rồi. Lực tương tác thì sẽ tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch với R bình nào? Ok, công thức đúng không? À, bây giờ bạn nào đọc tranh lại công thức của F nào? Hả? À, F bằng K Q1 Q2 trên nhớ chưa? Như vậy nó sẽ F sẽ là tỷ lệ nghịch với cái R bình nhá, tỷ lệ nghịch với R bình. Nhớ chưa? Đủ chưa? Ok, phần trắc nghiệm chưa? Rồi, đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo là phần đúng sai nhá. Đấy, các thấy đề nó nhiều ý không? Hay chữa cái này nó khác gì với các bạn ấy cái ra thiều đâu? Thí sinh chọn trả lời này nào. Anh cóp cả cái hình nên nó sẽ có cái đoạn đây này. Nào, chúng ta sẽ cùng làm với nhau nào. Nào, cái này có giống câu nào để ra thiều không? Nào, một viên bi sắt có khối lượng là 3 gram, mình phải đổi ra gì? 0,003 kg. Đấy, và tích điện là 1.5 × 10⁻⁶ coulomb, đúng không? Đây là Q. Viên bi được treo vào một sợi dây nhẹ như này, đúng không? Đấy. Đặt vào giữa hai bản kim loại được nối với nguồn điện. Câu A, đọc kỹ này, câu A này. Đóng công tắc, đấy, công tắc này đang mở nhá, đóng công tắc xuống, đúng không? Vector cường độ điện trường giữa hai bản có phương vuông góc với hai bản và chiều hướng từ bản dương sang bản âm, đúng không? E có phải như này không? Đấy, đúng rồi, chính xác, câu này đúng, được chưa? Đấy, thế là có điểm thôi. Nào, câu B, khi đóng công tắc K thì dây bị lệch sang bên trái. Thiên ơi, gửi lại cho anh bài cho bạn Hà Phương với bạn vừa ấy, bạn nào nộp ấy nhỉ? Em chưa chấm được đúng không? À không, em cứ đưa cho bạn đi. Các bạn nộp bài có ý thức là đã điểm đã rất là cao rồi, khẳng định luôn. Bạn Kiên với bạn nào? À, bạn Hà Phương với bạn nào? Rồi, Thanh Thảo đúng không? Nào, hiểu không? Thì các bạn có cái nhìn chứ, bạn đỡ nói chuyện chứ, bạn Thảo nói chuyện nhiều quá thì tất cả lại thiếu cái đề nữa, bức xúc. Nào, khi đóng công tắc K thì dây bị lệch sang bên nào bạn ơi? À, lệch sang bên trái, đúng không? Vì cái điện tích ở nó là dương, mà dương thì sẽ bị đẩy sang bên này, đúng không? Vậy câu này đúng hay sai? Đúng. Đấy. Quả cầu nằm cân bằng dưới tác dụng của hai lực, thứ nhất là trọng lực B và thứ hai là F. Thiếu cái gì? Thiếu lực gì? Rồi, lực căng dây, ghi là thiếu lực căng dây. Nếu không có lực căng dây thì nó rơi bố xuống đất từ còn đâu. Có đúng không? Nếu thiếu cực căng dây T, vậy đáp án là sai. Nào, câu 3, à câu D. Biết cường độ điện trường là U bằng 20.000 V trên mét thì góc lệch của dây là bao nhiêu? À, tính ra là 45 độ à? Bây giờ anh với các bạn sẽ cùng tính cái này nha. Có biết tính cái này không? Có biết tính không các bạn? Đầu tiên là các bạn sẽ tính cho anh cái F điện nào. Có E rồi ở đây. Có Q chưa? Có Q chưa? Tính cho anh F điện nào, các bạn tính anh F điện nào, F điện bao nhiêu? Nghe đây, tính F điện nào. Q nhân E. Đúng không? Bằng Q nhân E là bằng bao nhiêu? 0,03 Newton đúng không? Tính cho anh cái trọng lực B nào. Chính ra trọng lực B là bao nhiêu? 0,03 nốt đúng không? Thì bây giờ vẽ cái hình ra cho nó nghiêm túc hẳn hoi nào. Bây giờ cái hình của chúng ta nó bị lệch ngay đúng không? Thì khi nó lệch này nó sẽ chịu tác dụng của hai lực. Lực thứ nhất là lực thẳng xuống là P đúng không? Lực thứ hai là gì? E. Hai cái này bằng nhau không? Thế cái hợp lực của nó có nằm chéo như này và nó cân bằng với thằng T không?
Mà cân bằng như này thì góc này là bao nhiêu độ? 45 độ, nhớ chưa? Các bạn có hiểu đoạn này không? Thế thôi. À, câu này sai. Ok chưa các bạn? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cả câu tiếp theo. Nào chữa này ok không? Cứ từ từ bình tĩnh, 4 câu thôi, 4 ý thôi. Nào. Dạng nào yếu, dạng nào ấy thì hỏi. Không cấm các bạn hỏi, chỉ sợ các bạn lười thôi. Trừ Nhật Minh. Nhật Minh phải hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng mà ra Nhật Minh còn hỏi và chăm hơn thằng Phong. Phong Phụt nó vừa rốt lại vừa hay chửi mọi người cơ. Nó vừa chê người khác cơ. Lào sơ đồ biểu diễn quy lớn hơn không, đúng không? Nhìn cái vector này. Đấy, có x có y là cái điểm này là ok. 2e, 2x đồng, x và y nằm ở đây. Ok. Là câu A, nó bảo là vector cường độ điện trường tại x thì hướng về quy đúng không? Vector cường độ điện trường luôn hướng ra, nhớ chưa? Chứ không bao giờ hướng về, hiểu chưa nào? Câu này là đúng hay sai? Sai, hiểu chưa? Âm hướng về chứ. Cái cường độ điện trường là phụ thuộc vào cái thằng sinh ra chứ không phụ thuộc vào thằng đặt vào. Mình hiểu chưa? Thằng nào là thằng sinh ra? Thằng quy to ở giữa là thằng sinh ra. Vậy lúc nào nó cũng hướng ra, em đặt vào đây âm nó cũng hướng ra, mà em đặt vào đây dương nó cũng hướng ra. Các bạn nhớ chưa? Bởi vì cái chúng ta đặt vào chỉ là điện tích gì thôi, thử thôi. Mà đã là thử thì có thể thay đổi được không? Hiểu chưa? Đấy, ví dụ mấy bạn yêu thử có chia tay nó dễ không? Đúng chưa? Học thử có nghỉ có được không? Thì cái này nó cũng thế thôi, nhớ, nó không bị ảnh hưởng gì cả. Thằng này là sai. Đấy, nhớ chưa? Tiếp, cường độ điện trường tại x có độ lớn nhỏ hơn cường độ điện trường tại y, đúng hay sai? E tại x đúng không? Hướng ra như này là ex. Với cả e tại y hướng ra như này là ei. Nào các bạn thấy là ex nó đang bảo ex bé hơn so với ei, đúng hay sai? Tại sao? Các bạn trả lời không? Lại quên rồi. B sai. Rồi, ok. Đáp án là đúng. Công thức e là gì? E bằng k nhân với cả q chia epsilon r bình, tức là càng xa thì nó càng nhỏ. Thế nhìn bằng mắt thường, x với y thằng nào gần hơn? Vậy thì e tại đâu lớn hơn? Hiểu chưa? Thế có phải x nhỏ hơn y là đúng không? Đấy, cứ trả lời bừa thôi. Sai chắc như đinh đóng cột, nhưng mà sai tại sao thì không giải thích được. Nào tiếp, câu c, biết q bằng 4,8 nanocoulomb. Đấy, tức là đặt cái quy rõ ràng như này rồi. Khoảng cách từ y đến quy là 2 cm, chúng ta đổi ra thì là 0,02 m. Thì bây giờ nó bắt tính độ lớn điện trường tại y đúng không? Thì các bạn dùng đúng công thức vừa đấy, bấm cho anh xem nào. E bằng gì? K là 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân với quy là 4,8 nhân 10 bao nhiêu? Nhân 10 mũ trừ 9 đúng không? Nanocoulomb là 4, là nhân 10 mũ trừ 9, tất cả chia cho epsilon nhân r bình. R bình là 0,02, tất cả bình phương. Các bạn bấm cho anh dấu bằng xem kết quả sinh ra là bao nhiêu nào. Kết quả sinh ra là bao nhiêu? Kết quả sinh ra là bao nhiêu? Có ra giống hệt không? Ừ, như vậy câu này là đúng. Đấy. Anh thấy cái đúng sai này nó dễ hơn môn toán đấy. Khẳng định luôn. Câu D, gọi E là cường độ điện trường tại X, đúng không? Đấy. Đặt một electron vào. Đấy. Thì độ lớn, nó hỏi độ lớn thôi chứ nó không hỏi hướng nhá, của lực tác dụng sẽ được xác định bởi biểu thức F bằng Q nhân E.
đúng hay sai? Đúng hay sai? F bằng Q nhân E đúng hay sai? Chị Dũng là đúng hay sai nào? Chị Dũng biết câu đấy không? Thanh Thảo đúng hay sai? Sai tại sao? Chính xác, Q là Q thử. Nó phải là Q bé nhá, F là bằng Q bé, cái Q mà mình đặt vào. Các nhớ chưa? Các nhớ chưa? Đấy. Còn Q, thằng Q to này là Q sinh ra thôi, còn cái đấy em đặt cái gì vào thì nó lại khác chứ, đúng không? Bây giờ các bạn tưởng tượng là ở tại vị trí X này, anh đặt một điện tích dương, điện tích âm vào thì cái F nó có khác không? Có khác chứ. Nhưng nếu các bạn dùng cái công thức Q to này thì nó có khác đâu. Hiểu vấn đề chưa? Nếu các bạn dùng Q to thì nó sẽ không khác được. Hiểu câu chuyện chưa? Nhớ chưa nào? Ok. Vậy câu 2 xong. Sao? Chính xác. Cái này là một thằng Q tỏa ra, càng xa nó càng nhỏ. Còn đây là gọi là điện trường gì? Điện trường đều thì có phải mọi vị trí nó như nhau không? Được chưa? Giữa hai bản tụ sẽ là điện trường đều. Sao em? Bốn năm độ à? Nào bây giờ em nhìn cái hình vẽ nhá. Em phải vẽ được ba cái lực ra là lực E, lực P và lực T, được chưa? Lực E này có độ lớn bằng lực P không? Thì có phải là hai cái này vuông góc với nhau thì cái hợp lực của nó sẽ cách thằng này ở giữa là 45 độ không? Bằng nhau thì hợp lực của nó sẽ là nằm ở đường phân giác. Khi hai lực tác dụng với nhau mà nó bằng nhau như này thì lúc nào hợp lực của nó cũng nằm trên đường phân giác. Hiểu chưa? Ok chưa? Đấy, nào tiếp chúng ta sang câu 3, được chưa? Đấy, ôn từng phần một, mỗi câu nó ôn cho một dạng khác nhau. Ôn lực điện có, ôn cường độ điện trường có, bây giờ đến ôn hiệu điện thế công cũng có. Nào chúng ta tập trung vào cái bài công này, nhìn kỹ này. Một tam giác, đấy, ABC được đặt trong điện trường đều. Nào nhớ cái chữ điện trường đều chưa? Điện trường đều là 4.000V trên mét, tức là chỗ nào cũng bằng 4.000V trên mét, nhớ chưa? Cái hướng của vector điện trường là hướng từ trái sang phải, là hướng từ A đến C, nhớ chưa? AC bằng 7cm, AB bằng 9cm. Câu A nó bảo điện thế tại A nhỏ hơn điện thế tại C. Đúng hay sai? Đúng hay sai nào? Quỳnh Hương nào, đúng hay sai? Đúng, ok. Vậy đáp án là sai, Quỳnh Hương không hiểu bài. Điện thế di chuyển từ A đến C thì tại A nó phải cao hơn chứ em. Nhớ chưa? Điện thế luôn là chạy từ nơi cao xuống nơi thấp mà. Các bạn bị làm sao đây? Các bạn nhớ cái bài vừa nãy vừa chữa không? Chưa hiểu à? Nhìn đây này, nhớ cái bài này không? Nhìn thấy thằng này dương chưa? Thì có phải E hướng xuống như này thì thằng EA lớn hơn thằng EC không? Đúng chưa? Thế bây giờ em nhìn cái hướng mũi tên của chúng ta này, nó chạy từ A đến C thì thằng A phải làm sao? Lớn hơn thằng C, nhớ chưa? Nhớ là nước chảy luôn từ chỗ cao xuống chỗ thấp, điện cũng chạy từ nơi cao sang nơi thấp, nhớ chưa? Nào câu B, nếu đặt hai điện tích thử giống nhau tại B và C, điện tích thử nhá, hai cái điện tích thử đặt tại nhau thì thế năng tại điểm B và điểm C bằng nhau đúng hay sai? Công thức thế năng. Thế năng thì bằng gì? Bằng Q nhân gì? Q nhân E nhân D chạy về vô cực. Thì có phải chỗ này từ B với C thì điện thế nó bằng nhau không? Nó chạy cùng về một nơi không? Thì có phải thế năng nó giống nhau không? Vậy câu này là đúng. Đấy. Nào công của lực điện dịch chuyển từ A đến C thì chúng ta có phải công thức là gì? A bằng gì? F nhân... À đây, A bằng gì? Q, E, D. Nào, đấy, thế bây giờ để cơ hội cuối cùng cho Chí Dũng là Chí Dũng tính ra kết quả và trả lời cho anh đúng hay sai. Nào, các bạn khác trật tự, có thể làm tiếp cơ thứ để anh hỏi đúng Chí Dũng.
Đấy, hỏi đúng Chi Dũng. Đúng hay sai? Thằng Dũng ra chưa? Dũng không biết làm à? Máy tính của em đâu? À, Dũng trả lời thẳng thắn cho thầy, cho anh xem là em không biết làm à? Không xác định được cái gì nào? Q nó là bao nhiêu? Em đọc cái đề kiểu gì đây? Q là bao nhiêu đây? Bấm vào công thức đi. Gõ hẳn trừ luôn nhá. Gõ hẳn trừ luôn. Nào D bằng bao nhiêu? À E bằng bao nhiêu? 4.000. D bằng bao nhiêu? Kiên đi xem các bạn làm nào. Hỏi xem đúng sai như nào. D là bao nhiêu? Trừ 3,2. Đây là công. Còn D là độ dịch chuyển từ A đến C cơ mà. A đến C dài 7cm thì nó phải đổi ra thành 0,07m cơ mà Dũng. Ra bao nhiêu? Cái gì nói to lên? Âm 4,48 nhân 10 mũ trừ 17. Nào Dũng đã hiểu cách đọc đề và làm chưa? Em phải chủ động lên chứ. Có bài cái này có khó không? Đọc từ đề suy ra thôi mà. Đúng không Dũng? Có khó đâu. Như vậy câu này đúng hay sai Dũng? Tại vì nó bảo là âm 3,2 còn kết quả chúng ta tính là âm 4,8 đúng chưa? Các bạn có tính ra được cái này không? Rồi. Câu cuối là một câu lý thuyết. Nào Nhật trả lời cho anh nào. Câu này đúng hay sai? Hả? Sai. Nó bảo công của lực điện khi làm cho electron dọc theo đường gấp khúc, tức là đi từ A đến B rồi từ B lại về C, thì bằng với cái công nó đi từ A đến C. Và đáp án của Nhật là đáp án sai và xứng đáng bị đánh dấu là không hiểu bài. Câu này đáp án phải là gì? Câu này sai thật. Sai rồi. Nó phải làm sao? Nó lại bằng bằng nhau. Đấy. Đúng chưa? Nào bốn câu tiếp theo anh dành chọn cho bạn Minh L để bạn ấy đỡ phải nói xấu anh nào. Nào trên một tụ điện ghi như này. Nào câu đầu tiên câu A đúng hay sai Minh L nào? Đúng hay sai nào? Rồi câu này đúng. Đấy. Nào câu B tiếp. Câu này đúng. Nhớ chưa? Đọc thôi. Đây là điện dung của nó này. Đây là hiệu điện thế tối đa này. Đúng không? Câu C đúng hay sai? Điện tích tối đa thì mình phải tính quy củ đúng không? Quy bằng C nhân U đúng không? Tính ra xem có đúng như này không? 5 nhân 10 mũ trừ 4. Vậy câu này sai đúng không? Câu D là gì? Có thể dùng hai tụ mắc song song lên thành một tụ như thế này, tức là mắc song song. Mắc song song thì thành cộng hay trừ nhỉ? Nhớ công thức là mắc tụ là mắc song song thì cộng hay trừ nào? Đúng rồi, vậy nó ra 100 là đúng hay sai? Vậy là 1 trên C đấy, quy công thức công thuộc. Vừa nói nó là mắc song song rồi là cộng hay trừ rồi.
Còn mắc nối tiếp thì mới là 1 trên C bằng 1 trên C1 cộng 1 trên C2, nhớ chưa? Cho như vậy là mình là dù sai một câu nhưng anh vẫn đánh giá là không hiểu bài. Thế là mấy cái này tích tích cái thì cái này tí nữa những cái tên nó tích tích ở đây là những bạn anh chủ nhá. Ví dụ bạn Phong này tích tích. Anh tích em à? Không, anh xóa dấu tích của Phong rồi này. Không, tí nữa anh sẽ nói bí mật. Anh tích em đâu? Anh cộng với em mà cộng không điểm đây này. Cái số 3 bây giờ nó mất nửa này. Đấy. Nào bây giờ chúng ta có muốn chữa đốt cái đoạn này không? Cái đề này dễ không? Cảm giác dễ dã man luôn. Câu 5, câu 6 thôi nhá. Câu nào dễ thôi nhá. Để có thời gian làm đề ra thiều nhá. Nào tập trung vào đây. Các bạn tóm tắt cho anh cái đề ra. Mặc dù các bạn làm nhanh rồi, các bạn siêu rồi đúng không? Nhưng anh vẫn muốn các bạn tóm tắt ra. Nào. Một khối lượng là 0,4 gam thì mình phải đổi ra cái gì nhỉ? M bằng gì? 0,4 nhân 10 mũ trừ 3 kg. Điện tích quy là bao nhiêu? 2 nhân 10 mũ trừ 6 coulomb được đặt vào trong điện trường đều có E bằng 45.000, tức là 45 nhân 10 mũ 3. Đấy, vôn trên mét. Đấy. Đấy. Đọc kỹ này, vectơ cường độ điện trường thì đang hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Ok, E đang hướng thẳng đứng từ dưới lên trên. Khi đó hạt sẽ chuyển động với gia tốc có độ lớn là bằng bao nhiêu mét trên giây? Đấy, đọc kỹ. Đấy. Có hiểu không các bạn? Bài này có hiểu không? Nào bây giờ nhắc đến gia tốc. Nào Linh Phương ấy, nói chuyện nhiều này. Từ nãy giờ vẫn còn nói đâu. Tuệ Linh có nói chuyện đâu? Hai đứa đều cãi này, Linh Phương. À bây giờ các bạn thấy nếu cho anh hỏi này trả lời đúng thì xóa tội này, Linh Phương với Tuệ Linh này, một trong hai đứa trả lời được này. Mày nhắc đến gia tốc thì ta phải làm gì? Nhắc đến gia tốc thì mình phải làm gì? Phải tìm cái gì? Tìm cái gì thì mới ra được gia tốc nào? Tất cả các bài nhắc đến gia tốc đều phải tìm nó. Đấy, thấy chưa? Ngồi không nghe giảng, tìm cái gì? Nào, thấy cơ hội để cho Minh L nào. Tìm gì? Tìm F á, chưa đủ F gì? Sai, tất cả các F. Các bạn nhớ có phải F1 cộng F2 cộng tất cả tìm mới bằng M nhân A không? Định luật mấy Newton? Đúng rồi, thì trong bài này có F và P thôi. Hiểu chưa? Có F điện và B thôi. Nào bây giờ Phương thì Linh Phương thì tìm B đi, tên Phương thì tìm B đi. Nên còn Tuệ Linh tính F điện đi nhanh lên để sửa để chuộc lỗi nào. Chuộc lỗi nói chuyện mà không nhận. Nhanh lên. Sai hướng điện thì bao giờ chẳng phải hướng xuống. Đấy, trọng lực thì phải hướng xuống chứ. Có hiểu này không? Điện tích dương ấy thì cái gì? Thì cái E với cái F nó cùng chiều với nhau thì E hướng lên trên đúng không? Đọc kỹ này, E hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì cái F sẽ hướng thẳng đứng từ dưới lên trên đâu? Đúng không Đạt? Đấy, Đạt bị mất phương hướng. Hả? Linh Phương tính được 4 x 10 mũ trừ 3. Rồi tốt. Tuệ Linh tính cho anh F điện nào. F điện dùng công thức gì Tuệ Linh? Q nhân E thôi đúng không? Ra bao nhiêu nào? Nó chắc chắn là có đầu chít. Nhân 10 mũ trừ. Không biết chuyển à? 0,09 là 10 mũ trừ 3. 0,09 thôi á. 0,09 là 10 mũ trừ 2 thôi nha. Đấy, còn thằng này 10 mũ trừ 3 được chưa? Vậy thằng nào lớn hơn các bạn? Thằng lớn hơn. FD lớn hơn thì mình lấy thằng lớn trừ thằng bé đúng không? Vậy ta có là 9 x 10 mũ trừ 2 trừ đi 4 x 10 mũ trừ 3.
thì nó sẽ bằng m nhân a. Thì các bạn chia cho m là xong thôi, chia cho m. Đấy, các bạn chia m đi là ra a. Đấy, xong đọc cho anh cái kết quả a bằng bao nhiêu nào. Bao nhiêu? 215 á. Ok, anh nghĩ là chỗ này nó bị sai ở đây các bạn ạ. Ok, các bạn thử cho anh như này nhá. Các bạn thử cho anh là 9 x 10 3 xem kết quả nó sẽ là bao nhiêu. Sửa cho anh là 9 x 10 3 chỗ này này. Vậy anh thấy cái chỗ này hình như nó phải là 4,5, nhưng mà 45 thì nó xấu quá. Thử cho anh xem nào. 9 x 4 là bằng 5 đúng không? 5 chia 0,4 được ra bao nhiêu? À không, lúc đầu là ra bao nhiêu nhỉ? Từ từ. 125 à? Lúc đầu là ra bao nhiêu? Quên lúc đầu là không, cái lúc mà kết quả lúc đầu mà vừa là 215 đúng không? Ờ đúng, 215 là kết quả đúng rồi, sorry. Anh nhìn nhầm, 215 là đúng rồi, trừ 2 đúng rồi, đề không sai nhá. Đề không sai nhá. Đề không sai, anh nhìn nhầm thôi. Thằng này anh phải dùng biện pháp mạnh nhỉ. Đã nhốt, đã rốt rồi còn đã rốt, đã cần nhờ anh chữa rồi mà vẫn còn nói chuyện kiểu đấy nhỉ. Thề luôn. Xong tí nữa anh lại đổi ý không chữa đề ra thiều nữa, đề cương ra thiều nữa thì cũng được. Thấy chưa? Nó không bỏ anh gà anh luôn. Em chỉ nghĩ thôi đúng không? Em chỉ nghĩ chưa dám nói ra thôi. Các bạn hiểu cái câu này chưa? Có dễ không? Lần sau nhắc đến gia tốc thì phải làm gì? Vẽ tất cả các lực ra, nhớ chưa? Tất cả các lực ra. Nào tiếp, câu này dễ. Câu này cũng dễ này. Một electron có động năng là bao nhiêu đây? 6,5 x 10 mũ trừ 17 joule. Đấy, từ một điểm có điện thế V1 là 600. Hướng theo đường sức. Nhá, quy điện tích thì là như thế này. M là như thế này. Hãy xác định điện thế tại điểm mà ở đó electron dừng lại. Có hiểu đoạn này không các bạn? Nào cái này anh vẽ hình cho các bạn hiểu nhá. Nào được chưa, các bạn tưởng tượng này như này này. Điện tích E của chúng ta là điện tích âm. Bây giờ nó sẽ di chuyển, nó tưởng tượng như các bạn ném một quả bóng lên cao ấy. Thì quả bóng sẽ bị tốc độ chậm dần và đến một thời điểm nó dừng lại đúng không các bạn? Đúng không các bạn? Thế thì chúng ta ở đây chúng ta dùng định lý động năng. Có nhớ định lý động năng anh đã dạy hôm trước không? Cái này học ở lớp 10 rồi, VKD sau trừ VKD trước. Đấy, VKD sau trừ VKD trước thì bằng cống A. Mà D sau là bao nhiêu các bạn? Có phải là không không? Động năng lúc sau là không không? Trừ đi động năng lúc trước là gì? 6,56 x 10 mũ trừ 17 đúng không? Và nó sẽ bằng cống A. Cống A của điện trường mà tác dụng vào nó ấy. Bằng cống A thì theo công thức là gì? QED. Nhớ chưa? QED. Nhớ chưa nào? Đấy thì các bạn này, các bạn thấy E với D thì nó sẽ bằng bao nhiêu? E với D nó bằng bao nhiêu? Đúng rồi, thì nó bằng Q nhân U, đúng chưa? Thì các bạn chia cho anh cái này ra nào. Suy ra dùng đúng luôn, âm 6,56 này nhân 10 mũ trừ 17 này chia cho điện tích E là bao nhiêu đây? Âm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, các bạn bấm cho anh xem được bằng bao nhiêu nào. Cái này bằng U luôn này. Ra bao nhiêu? Bấm Hà Nội nào nhanh lên. Anh biết mà vỡ nhé. 410. Chính xác 410 là đúng đấy. Huy bấm kiểu gì đây? 6,56. Thằng này gõ 6,5. Ờ. Bấm vào như người vô hồn ấy. Được chưa? Ra 410 chưa cả lớp. Thế các bạn tưởng tượng là bây giờ nó di chuyển từ điểm A đến điểm B đúng không? Nó di chuyển từ A đến B thì có phải UAB này là bằng bao nhiêu? 410 không? Mà cái này bằng VA trừ VB không? Vậy các bạn có tìm được VB bằng bao nhiêu không? VB bằng bao nhiêu?
sẽ bằng VA trừ đi VUA. AB thì bằng 600 trừ 200, à, 410 thì kết quả sinh ra là 190. Có hiểu chưa cả lớp? Được chưa? Rồi bây giờ anh sẽ đấy, vậy chúng ta học liền đúng không các bạn? Rồi bây giờ các bạn xác định cho anh này. Mày làm gì có ý kiến ở đây, đi học thì muộn. Cho tự đi, học thì rốt. Nào, bây giờ anh sẽ ưu tiên các bạn ra điều của chúng ta, gồm có bạn Minh L này, bạn Quỳnh Hương này, bạn Thanh Thảo này, bạn Tuấn này đúng không? Đức Tuấn có mặt chưa? Bạn Tú nữa này, đúng không? Các bạn hỏi đi. Anh order xong anh sẽ cắt cái câu đấy lên. À Huy Minh nữa, rồi sorry. Quên mất. Đấy Huy Minh anh tưởng là người vô hình trong cái lớp này. Và anh xin lỗi nha. Câu 3 trắc nghiệm đúng sai đúng không? Rồi ok. Câu 3 trắc nghiệm đúng sai đúng không? Rồi ok các bạn đợi tí nhá, anh sẽ lấy đề cương Lý Nguyễn Gia Thiều này. Ok. Chưa hết chắc chắn anh không chữa rồi. Sai chữ cũng bị kiểm tra tự luận à? Biết kiểm tra tự luận hay điền đáp án nào? Bọn em bị làm sao chứ? Anh tin nhắn người lạ gửi đây. Đấy. Kết bạn nó không thể kết bạn. Bạn đã gửi yêu cầu và đang chờ người để đồng ý. Đấy, ảo hơn. Đấy. Nick là luyện thi đây. Mà người lạ luôn. Nhưng mà đây là luyện thi cơ sở xoay đồng. Nick fake đấy các bạn. Nick này là nick của chị Giang này ấy. Nào. Anh đặt cái máy khiêm ở đấy nhá. Mấy thằng đứa này. Cứ ngồi buồn với cái chuyện vớ va vớ vẩn. Ok, như vậy đề của chúng ta hơi ngang một chút. Ủa. Ôi, đồ. Đề này. Đề này khá là ngang. Đề này còn kiểu anh xem màn hình không? Từ trái từ phải á. Anh biết gì không? Cái trang thứ hai nó sẽ bị quay đầu ngược lại. Lặp lại tất cả này. Sao nó tự dưng nó bị? Chúng ta cùng sẽ làm đề Nguyễn Gia Thiều xoay. Cái trang thứ sau. Chúng ta phải dùng một tool khác. Đấy là do chị Giang scan. Đây gì chưa? Đừng có bắt xem quảng cáo nhờ. Ok chưa? Chuyên nghiệp chưa? Rồi ok. Có cái gì đâu. Đấy. Nào, ta hỏi cái gì? Câu 3 đúng sai à? Thấy hôm qua hỏi ngoan như cún. Hỏi xong chửi bảo là vâng em sai nên là em im lặng. Đấy, hôm nay bắt đầu nó làm được bài, bắt đầu bật. Nào, chúng ta sẽ cùng làm bài này các bạn nhé. Đây bạn Phong, à bạn Minh L. Đấy, chúng ta cùng cho tóm tắt đi, tại vì cái này anh không in cho các bạn, in nó mất thời gian nhá. Tập trung vào đây. Chúng ta cùng tóm tắt với anh luôn, ghi là công an Nguyễn Gia Thiều này, hai quả cầu giống nhau này bằng kim loại này. Đúng chưa? Có quy 1 thì các bạn tóm tắt đề bài theo đúng như anh, tóm tắt.
TT Q1 là bằng 3,2 nhân 10 mũ trừ 7. Đấy, không có phiếu đâu các bạn nhá. Chữa vào đây, Coulomb đặt tại gì? Đặt tại gì? Đấy. Q2 là bằng 2,4 nhân 10 mũ trừ 7 Coulomb đặt tại B. Đấy. Câu A nó bảo xác định số S trong thừa hoặc là thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác điện giữa chúng, đúng không? Minh hỏi câu này đúng không? Câu này đúng trước giảng chưa? Thừa thiếu như nào chưa? Âm thì là thừa E. Ô, cái này có dấu âm nhưng mà âm này, cách ở trên này vãi trường này. Cay vãi, xong rồi đến lúc bọn này bắt kém hoặc đề photo thiếu một dấu trừ ở đây là xong rồi lại bị gạch cả bài. Về đến lúc lại bị ăn chửi oan. Đúng không? Có dấu trừ không? Có dấu trừ không? Thì đầu tiên mình sẽ trả lời là quả cầu 1. Quả cầu 1. Anh ơi, nó hỏi câu 3 nào ấy. Tôi đã làm lỡ câu này chữa rồi. Bởi vì anh đã hỏi xong nó còn bảo là vâng đúng rồi. Quả cầu 1 làm sao đây? Sẽ bị thừa. Thừa E, cụ thể là thừa bao nhiêu biết không? NE sẽ bằng bao nhiêu này? 3,2 âm 3,2 này nhân với 10 mũ trừ 7 chia cho âm 1,6 nhân 10 mũ trừ 19, có hiểu không? Cái điện tích tổng đây là điện tích bị thiếu. Còn điện tích của một hạt E là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 thì mình chỉ cần lấy cái đấy chia cho thôi. Thì kết quả sẽ được là 2 nhân 10 mũ mấy các bạn ơi? 2 nhân 10 mũ bao nhiêu hạt đây? Mũ 19 mà mũ 7 thì có phải là trừ 7. 10 mũ 12 không? Có hiểu đoạn này không? Nó bảo thiếu bao nhiêu hạt? Ok chưa? Hiểu chưa? Lấy cái điện tích chia cho nó. Thì tương tự như vậy thì thằng 2 sẽ là thiếu hay thừa? Thằng 2 sẽ là thiếu hay thừa? Thằng 2 mang điện tích dương là thiếu hay thừa? Thằng 2 sẽ là thiếu. Thì các bạn cũng chia như vậy thôi nhá. Đấy. Rồi mình tính lực tương tác nữa sau. Quả cầu 2 mang điện tích dương là thiếu E. Bấm cái gì đấy? Em bấm đúng phân số nhỉ không? Nhìn kỹ lại nào. Đừng có ấn dấu chia, ấn phân số. Đừng ấn dấu chia. À thế à? À lỗi của anh đúng không? Giáo viên chữ xấu đúng không? Rồi ok, anh sẽ khắc phục. Đây anh sẽ viết số 7 khác màu và to lên nhảy. Được chưa? Được chưa? Đấy. Nào, bây giờ NE của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? NE của thằng 2 thiếu E là NE bằng bao nhiêu? Lần này là 2,4 nhân 10 mũ trừ 7. Đấy, số 7 nhá. Ôi chết rồi. Chia cho này, đừng có cần dấu âm nhá, 1,6 thôi. Người ta hít tự hiểu 10 mũ trừ 19, đúng không? Thì 2,4 chia cho 1,6 hình như nó được là 1,5 đúng không? Vậy là 1,5 nhân 10 mũ 12 hạt. Được chưa? Có dễ không? Các bạn tính cho anh ép điện giữa hai hạt này tương tác với nhau nhá. Từ từ các bạn nghe này. Hai hạt này cách nhau một khoảng là 12 cm đúng không? Thì chúng ta tóm tắt tên đoạn này là D bằng 12 cm. Đổi luôn cho các bạn này bằng 0,12m. Được chưa? Các bạn tính cho anh cái F và điền vào vở. Bạn nào xong giơ tay, anh Kiên đi kiểm tra xem cả lớp có bạn nào không biết tính cái đoạn này không? Bởi vì đây là cái rất rất cơ bản. Có hiểu không? Anh sẽ bấm ở đây, anh sẽ đưa Kiên bấm cho anh đáp án đi. Kiên bấm cho anh đáp án. Đây có này. Bấm cho anh đáp án đi, xong em đi kiểm tra tất cả bạn. Bạn nào không làm ra được kết quả thì báo lại cho anh. Anh cho thời gian là 3 phút rồi. Đấy, 3 phút tôi sẽ đi kiểm tra bạn nào xong. Hả? Thông minh nào?
Sao em cho nó mượn làm gì? Em cho nó mượn thì nó khổ. Cho mượn. Thằng đấy không hề có gì khổ nữa. Thằng đấy chỉ láo thôi chứ không khổ. Đây anh cho em mượn máy tính này. Đấy. Không em có thể nhẩm cũng được mà. Nhẩm đi. 0,12 bình phương kia nhẩm hơi khó à. Nếu mà nó số khác. À, lực tương tác giữa chúng. Rồi đấy kiểm tra test kia nào xem nào. Thầy bấm sai rồi, đúng cái gì? Thầy sao cái này là 2,4 sao lại 2,1? Máy tính để quên ạ. 9 × 7,9. Máy tính SIDA quá anh ạ. Đây anh. Thầy đẩy lên tận số mũ ở trên. Đây anh. Từ thêm cái gần đây đã, xong rồi mũ 9. Rồi chia cho ở dưới là bao nhiêu? Khoảng cách 12, 0,12 bình. Có ấy không anh? Không có epsilon không đúng không? Bằng đi. Đúng không rồi anh. Nó bên check cho nào. Chỉ đánh đấu chứ thằng không biết làm thôi. Nào bây giờ thằng này dũng ra chưa? Rồi. Bấm viết vào vở, không chỉ đợi nhận kết quả trên máy tính. Viết vào vở thôi. Viết biểu thức vào vở nhé. Em cứ đi ra đi, anh sẽ ra một số loạt những thằng mất gốc. Nghe thằng Huy Minh ra chưa? Không biết làm. Sai, Huy Minh sai. Đứa đầu tiên sai Huy Minh. Rồi Linh Phương đúng. Huy Minh đầu tiên. Huy Minh là đứa đầu tiên. Thảo bấm vào viết vào đây. Viết vào đây nhanh lên. Quỳnh Hương biết làm không? Đứa thứ hai mất gốc Quỳnh Hương. Ở đâu nhỉ? Ở đâu lực tương tác mà. Sai rồi. Sai là sai. Đấy hỏi Thảo ấy. Nào ấy từ Thảo viết vào vở đi nhanh lên. Lỡ đừng lười nữa để anh xử lý nào. Thằng Huy Minh là thằng thứ nhất. Mày sai bị ẩu đúng không? Đây anh. Rồi đúng rồi. Thấy ra chưa? Mày phải chụp mới nhìn đấy à? Không ra chưa thằng này chép bài à? Em đã chép rồi. Rồi. Tú làm gì vậy? Tú chơi game trong giờ. Không. Tú nuôi cá con kiếc gì vậy? Thằng này ra chưa? Mày không biết bấm rồi. Mày thêm dấu trừ vào đây làm gì? Mày thêm dấu trừ đây làm gì? 9 × 10√9 chứ 10√9 à? Xong còn thêm dấu trừ ở đây người ta trị tuyệt đối còn người ta không triệt tiêu đi được, ông còn thêm dấu trừ vào. Quỳnh Hương hiểu chưa? Đấy, những cái bài cơ bản như thế, thấy ra chưa? Rồi ok, thằng Phong là 1,87 này, thằng Phong này thằng này phế này. Thằng Phong này. Từ thằng này cũng thế mà. Thằng Minh này. Cái thật mới dậy này kiểu hold on. What the hell? Sai chỗ nào? Thằng Phong thằng Minh. À, chị Dũng là đâu thế nào? Rồi chị Dũng được rồi. Newton. Như vậy vừa nãy có những bạn rào sai nhỉ? Phong Minh này, Phong Minh L này, Huy Minh này. Thì em là làm bài ẩu. Có bạn nào Quỳnh Hương này. Thay nhầm. Hướng dẫn tận răng rồi, nó không đổi đơn vị à? Nó thay cái nào vào, thay cái hạt này vào. Tôi nhầm. Chẳng dễ nhận xét là quá ngu. Bây giờ thay số hạt vào làm cái gì không biết. Vâng, bạn Phong say thay số hạt vào xong xui bạn Minh cũng tin. À, bây giờ cơ hội cho những thằng trai này. Bây giờ cho hai quả cầu tiếp xúc với nhau được chưa? Tiếp xúc với nhau rồi trở về chỗ cũ. Câu này ép bằng 0,048 nhá. À, bây giờ các bạn tự làm cho anh ý này xem nào. Đấy, bây giờ anh sẽ bấm nào. Kiên đâu đây, phải ra đây là cộng vào này. 3,2 cộng với
2,4 trừ 3,2 chia 2. Đợi anh tí. Thầy bình phương lên. Nhân với 10 mũ cho 14. 19 nhân 10 mũ. Tính con bê đi. Bao nhiêu? Ngoại cái lực lực điện mà âm được à? Nào, Quốc Huy là người đầu tiên này. Đấy, cho Kiên bấm lại đi, anh bấm rồi đấy. Kiên bấm lại luôn. Tách nào mà có chia 2 không ấy nhỉ? Không chia 2 đúng không? Mày chưa chia 2 đúng không? Chia 2 không ấy nhỉ? Mày chưa chia 2. Chưa chia 2 bảo sao anh ra khác? Nó ra bao nhiêu? Đúng rồi, giống anh rồi. Em mà lại anh giờ bao nhiêu anh? 13. Vậy Đạt cũng sai này. Đạt phế, Huy phế. Nào, Chí Dũng có biết làm không? Trình bày ra. Tiếp xúc vào với nhau. Rồi tách ra thì điện tích của hai cầu mới sẽ là Q1 bằng Q2 và bằng bao nhiêu biết không? Cộng vào rồi chia đôi nhớ chưa? Làm đi, trình bày ra nhé. Là bao nhiêu anh? Sai chưa? Sai, thằng Huy Minh lần 2 rồi. Huy Minh x2 rồi. Huy Minh phế 2 lần liền. Chia mà, em có chia 2 ra cái này gì? Em cộng vào chia 2 ra cái này. Nhưng nó hỏi độ lớn lực điện lần nữa cơ mà. Đọc kỹ đề bài chưa? Tiếp xúc với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Tiếp xúc rồi tách ra thì lực tương tác mới sẽ như thế nào chứ mày tính cái này là cái tính cái gì? Đọc cái đề bài ẩu. Mày bảo là em mày dơ em anh mới kiểm tra chứ. Đọc đề chưa kỹ làm bài láu táu. Không ngu nhưng phế. Nào tính cô B chưa? Sai. Ừ. Nào đưa để cho anh thêm một cái nào. Mày tính cái gì đây? Đấy là cái gì? À, quên hết kiến thức rồi. Xem bạn nào làm được. Giao ra chưa? Câu B đâu? Rồi ok. Sai. Hả? À? Hôm trước dậy rồi mà cho hai quả cầu tiếp xúc vào với nhau đúng không? Rồi tách ra đúng không? Thì có phải hai thằng điện tích đấy nó là điện tích mới không? Thì điện tích mới nó phải bằng nhau chứ, Q1 bằng Q2 bằng tổng của hai cái Q ban đầu chia đôi. Xong rồi thay vào công thức làm lại một cái mới chứ. Có hiểu ý tưởng không? Tính lại từng bước một nhanh lên. Q1 bằng Q2 bằng Q1 cộng Q2 tất cả chia đôi. Có hiểu không? Tiếp xúc với nhau thì bây giờ cộng 3,2 cộng với trừ 3,2 nhá. Trừ 3,2 cộng với 2,4 chia đôi à. Xong sẽ được Q1, Q2 có rồi thì mới thay vào công thức mới thì nó mới ra được. Nhớ chưa? Đấy. Ra bao nhiêu? Rồi chính xác được bạn đầu tiên đúng này. Rồi đúng rồi Quỳnh Hương đúng rồi. Đấy. Đúng rồi. Tốt này. Ôi. Hả? Q1 kia kìa. Đấy, thằng em bấm đúng rồi. Rồi ok, thằng này đúng rồi. Gỡ lại luôn. Không, anh đã ghi rồi. Kìa. Lại đây đúng như anh. Có tinh thần sửa sai. Đấy, được. Cho thế còn được. Được chưa? Tiếp thu tốt nhưng mà đọc đề hơi ẩu nhá. Đấy. Nào Linh Vương làm ra chưa? Bấm một hồi cục xúc không hiểu mình đúng ở đâu. Trình bày nha. Viết cái này ra là Q1 bằng Q2 phẩy. Được chưa? Viết ngày xong người ta không hiểu. Q1 bằng Q2 phẩy. Được chưa? Đấy thì bắt đầu tính ra như thế. Trừ 4 à? Sao lại trừ 4? Cộng kiểu gì đấy? Chia đôi luôn mà. Trừ 4 cộng 2,4 đúng không? Chia 2 đúng không? À ừ, trừ 4 cho 10 cũng trừ 8. Rồi ok. Đúng rồi. Thế bây giờ em có quy mới chưa? Em hiểu không? Đây là Q1 này phẩy bằng Q2 phẩy này bằng Q1 cộng Q2 chia đôi đúng không? Có hai cái này mới thì tính F phẩy mới đi. Hiểu chưa? Cái này gọi là gì ấy?
À? Quy 1 cộng quy 2 chia 2 là cái gì anh? Đấy là quy 1 phẩy bằng quy 2 phẩy, đây là quy mới của hai thằng hiểu không? Điện tích mới thì bằng tổng hai thằng điện tích cũ chia đôi còn gì? Nó được trộn vào với nhau cho nó tách ra làm đôi. Hiểu chưa? Ờ. Ai ra chưa? Bao nhiêu? 10 mũ trừ 3. Trình bày vào. Viết thì không ghim vào làm sao mà nhớ được. Đấy thì mới phải ôn. Em vừa đấy hỏi còn ơi anh làm câu gì thế này? May mà hỏi cho may mà chữa cho cũng không biết làm. Đấy. Nhìn một câu rất đơn giản thôi mà cả lớp sai. Đấy, anh thấy Quỳnh Hương là bạn sửa sai được này. Quỳnh Hương là lần này là không không ấy được này mà vẫn ấy không cần nhắc mà vẫn làm đúng. Như vậy Quỳnh Hương là xóa tội này. Mình lỡ sai bé bé ra chỉ lên chỉ xuống. Thế đi cả. Nào, chữa lại câu này nhá. Câu B này, câu này là 0,048 Newton là câu A đúng không? Câu B thì sau khi nhá, tiếp xúc rồi lại tách nhau ra thì ta sẽ có gì các bạn ơi? Q1 phẩy bằng Q2 phẩy bằng Q1 cộng Q2 tất cả chia đôi. Các bạn dùng đúng công thức này cho anh. Thì nó sẽ ra là trừ 4 nhân 10 mũ trừ 8 coulomb đúng không? Vậy thì chúng ta có F phẩy mới thì sẽ bằng Q1 phẩy nhân Q2 phẩy chia cho R bình là 0,12 bình phương nhân với cả 9 nhân 10 mũ 9 thì kết quả thu được là 10 mũ trừ 3 coulomb. Hiểu chưa? Trình bày ẩn hoi Newton. Anh ghi là phong gì nhỉ? Phong sống khốn nạn với giáo viên. Anh sống khốn nạn mà. Anh đừng lấy em mà hại ảnh cái chuyện của em thôi. Anh chỉ biết là cái cặp của em có chữ là phong ăn cứt một lần. Ghi thế mà. Đâu, ăn một lần đâu. Soi từng bí một cặp của anh. Nào xong chưa các bạn? Nào bây giờ chúng ta sẽ chữa câu 3 riu. Câu 3 tự luận anh ạ. Đây câu 3 tự luận là vừa xong rồi. Nhưng vừa lấy bạn thì vừa lấy hỏi câu 3 nào. Đây 3 tự luận đấy còn gì? Thế mày hỏi câu là gì? À là câu này. Câu có hình người. Câu nào? Câu 13, câu 13. Đây sao? Cái đề như là cái đề cương là nó giống câu hỏi nhưng mà cái đáp án nó khác em nha. Kiểu ôn sáo sáo đây. Anh tưởng mày không biết đọc số 3 với số 13 đang giật mình. Nào, tóm lại là trước bài này đúng không? Em đi tìm trong này. Đề như là kiểu anh rõ ràng thằng này hỏi câu 3, anh thấy có mỗi một câu 3 tự luận là câu đấy. Nó tí nữa bảo, anh chữa câu nào đấy. Em tìm anh ra. Như vậy là em phải phải đính chính lại với cô xem là đâu mới là đề cương thực sự nhé. Tại sao có nhiều phiên bản cùng một trường có nhiều phiên bản. Nào, một máy kích tim, được chưa? Được kích sạc đầy, chứa. Cái này là năng lượng đúng không? Chúng ta sẽ tóm tắt là V kép của máy này. Năng lượng của máy là bằng 1,2 kilojoule. Thì có phải bằng 1200 joule không? Tích trong năng lượng tụ của máy. Biết điện dung của tụ tức là C thì bằng 1,1 nhân 10 mũ trừ 4 farad. Đấy. Kiên đi thuộc tên các bạn để tí nhận xét cho nó cẩn thận đi. Đấy. Tìm hiệu điện thế. Đi thuộc tên các bạn để tí nhận xét cho cẩn thận đi. Tìm hiệu điện thế cần thiết để lưu trữ được lần này. Đấy, có dễ không các bạn? Câu A đúng không? Câu A có W, có C rồi có tìm được U không? Được.
theo công thức nửa v bằng nửa cũ cu bình chia 2. Vậy thì suy ra u bình của chúng ta có phải bằng 2 v kép trên c không? Vậy thì u của chúng ta có phải là bằng căn 2 v kép trên c không? Các bạn bấm nốt cho anh xong, có cái gì đâu. À, bấm nốt cho anh. Nào xong chưa? Chưa. 4671. Sao anh không tin được thằng Huy nhỉ? Đâu xem phim của Đạt mới đi chính. Ok. 4671. Dũng bấm chưa? Ghi bài vừa bấm vào. 467. Nào bài đố các bạn làm được luôn. Anh đố bạn nào làm được luôn. Câu B đố bạn nào làm được luôn, bởi vì anh không làm được. Các bạn biết tại sao? Đề cho sai. Cái chỗ đây là mili giây đúng không? Đấy. Trong mili jun hay trong mili gì? Đúng không? Thì ở trong tiếng Anh cái dây là dây của anh, tức là dây, tức là cô đọc dây à, hóa ra là cô đọc dây đấy, dây tạng quá rồi, dây còn cô đọc tây tây tạng đây đấy, trời tốt đấy. Thằng này anh tưởng nó mỗi tội nó khích thích anh, nói trên lớp giáo viên nó cũng thế. Nếu mà cô giáo nó Tây Tạng thì thế thì đơn giản lắm các bạn. Đây là năng lượng này, công suất trung bình có phải B bằng V kép tương đương với công đúng không, chia cho thời gian T thôi, thì là 6 nhân 10 mũ 2 chia cho 2,5 nhân 10 mũ trừ 3 mili giây được 10 mũ trừ 3 thôi, xong có gì đâu. Đấy, nhẩm cái này ra là xong thôi. Dễ không các bạn? Dỗi à? 240.000 đúng. Bấm đi các bạn. Tao hiểu không? Hiểu câu hỏi không các bạn? Từ từ hiểu chưa đã. Câu nào? Câu 6 nào? Hình hình rồi, ok. Chữa câu này vào đã rồi bắt đầu mới làm tiếp, nhanh lên. Chữa vào. Hôm nay học liền mà. Đói quá à? Hay cho nghỉ 5 phút khổng lớp loạn lắm. Đã. 5 phút là mày mày về mất hút luôn. 5 phút là mất hình luôn đấy. 5 phút là đến 8 giờ mới lại đấy. 5 phút là nghỉ 5 phút là chúng mày vẫn nghỉ nửa tiếng xong rồi vẫn về lúc 8 rưỡi cho mà xem. À đây chữa nốt câu này nữa. Nào anh thấy đề nó không có giống thằng của thằng thằng Minh, nó có câu đấy, đề này làm gì có. Như vậy là câu hỏi của bạn Minh là ở đây không có đề thương của Thảo giống như này không? Đề thương của Thảo có câu này không? Thế thì bây giờ như này nhá. Mấy thằng kia à, chúng ta chữa câu 9 nhá. Câu 9 của bạn là Quỳnh Hương order này, đúng không? Quỳnh Hương order. Đấy. Hôm nay là chữa theo yêu cầu đúng không? Chữa theo yêu cầu các bạn. Các bạn khác thì chú ý để tóm tắt và mình định hướng lại nhá. Đọc kỹ này. Rồi. Một hòn bi nhỏ được đặt trong dầu này. Đấy, chúng ta gạch chân chữ dầu này. Đấy. Bi có thể tích là bằng 10 như thế này. Khối lượng là như thế này. Đấy, dầu có khối lượng riêng là như thế này. Tất cả đặt trong điện trường đều.
E hướng thẳng đứng xuống dưới, E hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Và E bằng như này. Tìm điện tích của bi để nó lơ lửng trong dầu. Nào bây giờ muốn nó lơ lửng trong dầu thì các lực tác dụng của nó vào phải cân cân bằng. Bây giờ các bạn xác định cho anh tất cả các lực tác dụng vào cái hòn bi. Rồi, thứ nhất đầu tiên chúng ta có trọng lực P này. Cái thứ hai sẽ là lực đẩy Archimedes này. Và nhiều bạn sẽ quên cái lực này đúng không? Và cái lực 3 nữa là lực gì? Lực điện. Lực điện. Thì bây giờ lực điện nó sẽ nằm theo chiều lực P kéo xuống hay là nằm theo chiều lực F Archimedes? Thì anh nghĩ là đây là quả cầu kim loại. Thì bình thường kim loại của chúng ta sẽ phải chìm đúng không? Thì chứng tỏ là trọng lực P của chúng ta đang thắng lực Archimedes. Vậy thì nó phải có thêm một cái lực điện nhỏ nhỏ xíu xíu hoặc là tương đối ở đây để nó kéo thằng này lên, để cho nó cân bằng. Và tóm lại đây ta có FA phải cộng với cả F điện thì sẽ bằng trọng lực P, có hiểu không? Cả lớp đã thông cái đoạn này chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại lực Archimedes và tính lần lượt các cái vế bên này, nhớ chưa? Nào đầu tiên P của chúng ta thì bằng gì? M nhân G, đúng không? P của M nhân G là bao nhiêu? M là 9 nhân 10 mũ trừ 5 và nhân với G là 10, vậy kết quả sinh ra là 9 nhân 10 mũ mấy? Trừ 4, tốt, Newton, để đấy nhá. Rồi bây giờ các bạn thấy tính cho anh cái F Archimedes trước. F Archimedes thì tính như nào? Thì theo công thức của chúng ta nhá, F Archimedes thì sẽ bằng thể tích nhá, thể tích nhân với cái gì? Thể tích này 10 mũ 3 mét khối này thì sẽ bằng 10 nhân với bao nhiêu các bạn nhỉ? Đổi ra mét khối nào? Nhân 10 mũ trừ 3 đóng ngoặc mũ 3. Vì đây là mét khối các bạn nhớ chưa? Mét khối phải mũ 3 mà mét vuông thì mũ 2. Nhớ chưa? V nhân với cái gì? Nhân với khối lượng riêng của dầu. Nhân với khối lượng riêng thì các bạn bắt buộc phải nhân thêm 10 nữa nhá. Nói chưa? Còn nhân với trọng lượng riêng thì không cần, nhưng nhân với khối lượng riêng là phải cần. Có hiểu đoạn này không? Bởi vì các bạn nhìn nhá, cái khối lượng riêng nhá, các bạn nhìn này, khối lượng riêng là kg trên mét khối. Thì các bạn nhân với thể tích có phải nhân với mét khối không? Nhân với mét khối thì mình mới sinh ra gì thôi? Mới sinh ra kg thôi. Thì mà muốn để ra đơn vị là Newton thì các bạn phải nhân với gia tốc là mét trên dây bình. Hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Thế thì chúng ta sẽ giả nước được cái này đi thì có phải ra được kg nhân mét trên dây bình thì chính là lực không? Đấy, bài tập về nhà. Bài tập về nhà nhá. Bạn nào mất nữa nhá. À không phải bạn nào mất nữa đâu, mà lần sau là cứ một phiếu 10.000 cộng thẳng tiền học mà trả thẳng thì không viết vào kia. Cứ in xong mất. Nào các bạn hiểu đoạn này chưa? Thì các bạn tính cho anh cái lực Archimedes bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? V thì bằng 10 này nhân 10 mũ trừ 9 nhá. 10 nhân 10 mũ 9 nhân với D là nhân với 800 nhân 10 nữa là 8.000. Bạn tính cho anh cái này bằng bao nhiêu cái? Như vậy bằng 8 nhân 10 mũ mấy nào, nhân nào? Trừ mấy? Trừ mấy? Trừ 9 này. Trừ 9 xong trừ 4 làm như vậy 8 nhân 10 mũ trừ 5. Nào bạn chú ý chưa? Chữa vào đây cho anh nào, chữa hết F Archimedes, chữa như sơ đồ này nhanh lên nào. Nào Tuệ Linh làm gì đấy, chuyển tiền à? Ừ ok, nhanh lên em. Anh cứ tưởng dùng điện thoại trong giờ cơ. Nhưng mà làm những cái việc hợp lý thì nó vẫn có thể chấp nhận. Phong lại bắt đầu bị ấy. Đã nợ tiền rồi lại còn thích. Biết thằng Phong B, thằng Phong thạch bàn đâu, là 10 triệu tiền học thôi nghỉ rồi đấy. Nghỉ rồi. Đợt tới trung tâm chắc chắn phải thu học phí trước rồi, không để thu học phí sau này, bọn này lấy quá. Nhiều nhà lấy lắm. Thằng này nợ lên đến 10 triệu tiền ăn vặt thôi. Đem con mình
Ông Phong tính cái nào nhà bị ném mắm tôm rồi. Mai Phong ăn ném mắm tôm của con nợ có 20 tuần ăn ở trung tâm rồi đó, bị ném mắm tôm. Ra bao nhiêu bạn ơi? Như vậy ép điện của chúng ta cần là phải bao nhiêu nhỉ? Chúng ta thấy ở đây là rõ ràng là ép Archimedes bé hơn B đúng như chúng ta dự đoán chưa? Thế thì ép điện chúng ta phải bằng bao nhiêu? Phải bằng B trừ đi ép Archimedes chứ còn gì nữa thì nó mới bù lại cái phần này còn gì? Đúng chưa? Ta có ép Archimedes cộng ép điện thì bằng B. Thế thì ép điện chúng ta sẽ bằng B trừ đi ép Archimedes bằng bao nhiêu? 9 nhân 10 mũ trừ 4 trừ đi bao nhiêu nhỉ? 8 nhân 10 mũ trừ 5. Bấm đi các bạn trừ cho anh đi. Thì có phải nhanh hay không anh bấm ra bây giờ anh nhẩm ra được 7,2 nhân 10 mũ. Anh cứ nhẩm đi. Hay quá ha anh ơi, 8,2. Đúng không? 8,2. 8,2 đúng không? Đấy, anh thử các bạn thôi. Như vậy có tính được điện tích không? F bằng gì? Q nhân E. Có E chưa? 4,1 nhân 10 mũ 5. Vậy có tính được Q không? Vậy chia Q bằng F điện chia cho E. Đúng không? Thì bằng 8,2 nhân 10 mũ trừ 4 chia cho Q là E là 4,1 nhân 10 mũ 5. Nó rất là đẹp này, anh nhẩm luôn này. Thì nó bằng 8,2 nhân 1 là 2, 2 nhân 10 mũ trừ 9 coulomb. Ok, đúng chưa? Cả lớp hiểu chưa? Quỳnh Hương order con này hiểu chưa? Đấy. Như vậy các bạn ở đây các bạn không làm được vì các bạn quên lực đẩy Archimedes đúng không? Lực đẩy Archimedes chúng ta học ở lớp 10 rồi, học ở lớp dưới nữa cũng học rồi. Và bây giờ một lần nữa anh ôn lại cho các bạn đã nhớ chưa? Đấy. À, chị Dũng nhớ lực đẩy Archimedes chưa? F Archimedes bằng gì nào? Đấy. Này. F Archimedes thì bằng, nhớ chưa? Nhìn này. Bằng thể tích nhân với D. Nhân với D thì phải nhân với cả G. Nhớ chưa? Còn nếu không thì nó bằng V nhân D nhỏ. Thì D này là khối lượng riêng. Thì phải nhân thêm G nữa thì nó mới ra. Còn đây là nhân trọng lượng riêng thì thôi. Nó cũng không vào. Nhớ. Ghi vào hôm sau hỏi mà không biết. Cứ quên thôi. Nào nhanh lên để chúng ta sang order câu 12 của Minh L đúng không? Câu 12 của Minh L đúng không nào? Ok. Nào. Đâu dương 5 ở đâu? Ở chỗ. Ở chỗ này gì? Dương 5 chứ. Anh viết nhầm dấu trừ này, anh phải sửa thành dấu cộng này, nhưng mà nó là dương 5 đấy. Như vậy có ba bạn kia là ra chơi hơi lâu đúng không? Kiên nhớ tên ba bạn đấy chưa? Ừ, đấy, ghi là ra chơi vào rất muộn. Đã dặn. Thực ra anh ra chơi anh ngại nhất là các bạn ra mấy lần rồi ra chơi các bạn đi chơi bạt mạng luôn vào không bất chẳng đủ. Nên là đợt này anh cứ thích ghép học luôn một thể là vì thế. Đấy. Ví dụ các bạn ngồi đây các bạn mua đồ xong các bạn vào ngồi ăn thì anh thấy còn yên tâm. Các bạn đi. Không phải thì anh mở trung tâm để mở căng tin để làm gì? Các bạn nhìn thấy mấy đứa kia ra ngoài mua. Nó không biết bao giờ nó quay lại. Đấy thì cái đấy em phải có cái đơn ý kiến kiến nghị các thứ chứ. Hòm thư góp ý chứ. Đây. Ăn phải có cơm thì bây giờ cơm với anh bây giờ chờ anh em bây giờ có chưa anh em mì tôm trứng ở đây có sở tinh thì không nhập đây đấy mì tôm trứng có mà anh trước thằng nào là anh làm cho mì tôm trứng ấy nhở ừ đấy nào thằng nào chơi điện thoại trong giờ đây thằng Minh L đúng không? Làm gì đây? Bây anh chữa bài 12 cho mày được không? Ok. Anh tưởng mày dùng điện thoại. Tại vì anh thấy thằng Phong cứ nhìn vào háng mày. Hóa ra nó nhìn ở thứ khác đúng không? Đấy, tất cả nó là sự hiểu lầm của anh với Minh thôi, nhưng còn thằng Phong thì đấy, sự thật phơi bày rồi. Anh Kiên mà ghi là Phong nhìn vào háng bạn trong giờ thì... Không thấy anh Sơn đang ở trung tâm.
Nào tóm tắt bài này nào. Bài này nên vẽ cái hình ra nhá, không có cái hình là nhìn nó tù lắm các bạn ạ. Vẽ cái hình ra thì mới biết điện trường nó đi như nào. Một điện tích Q này, Q âm này, di chuyển dọc theo chu vi của một tam giác MNP vuông tại B. Ok, tam giác này vuông tại B nhá. Vuông tại B, P ở đây, tam giác vuông. Cạnh MN là bằng mấy? 10, cạnh NB thì bằng 8. Cạnh NB bằng 8 này. Thì cạnh thằng này là cạnh MP thì bằng mấy? 6. Nhầm được không? Được chưa? Quan trọng ở đây này, đọc kỹ này xem cường độ điện trường nó hướng như thế nào. Cường độ điện trường E bằng 200 này. E bằng 200 này. Các bạn vẽ hình giống anh nhá, xong các bạn ghi E bằng 200V. Đấy. Và E lại cùng phương cùng chiều với MN, tức là E nó sẽ chiều như này. Đấy, các bạn vẽ hình như này. Đấy, E đây. Có hiểu đoạn này không? Hơi khó chịu một chút nhờ, nhưng mà thôi không sao à, vẫn giải quyết được. Là sao? Xấu cái gì? Tam giác vuông đây còn gì? Mày ý kiến cái gì đấy? Nào. Bạn có một ngày dễ dàng với nhiều giây phút thư giãn năng lượng cơ thể của bạn đang rồi. Vôn trên mét. Được chưa? Cạnh MN là 10, ok. Môi trường không khí này, tính công của lực điện này, tập trung vào đây để tính công này. Từ M đến N. Được chưa? Từ M gióng xuống đây này, đến N xuống đây này. Thì câu này đầu tiên là D bằng mấy? D bằng 10cm thì phải đổi ra là bằng 0.1m, được chưa? Vậy câu A chúng ta sẽ có là công A sẽ bằng là QED. Đúng không? Q là bằng trừ 4, dùng đúng trừ 4 luôn, nhân 10 mũ trừ 8. Dùng đúng trừ luôn, nhân với E là 200 và nhân với D là 0.1, nhớ chưa? Thì kết quả chúng ta thu được là bao nhiêu? Trừ 8 nhân 10 mũ trừ 7 đơn vị là gì? Joule, công âm luôn. Có hiểu tại sao công ở đây âm không? Vì điện tích gì? Điện tích âm, đúng không? Điện tích âm mà D dương hay âm? D đi từ chơi cao xuống nơi thấp cùng chiều với E thì có phải chỗ này là D dương không? Hiểu vấn đề không? Rồi, bây giờ nó hỏi câu ý B này. Từ N đến P, tập trung vào đây, từ N đến P, N ở đây. B có phải chạy ngược lại không? Thì các bạn nhìn nhá. Từ N đến P thì mình phải gióng cái hình chiếu về đây, đây là N phẩy này. Và đây là gióng vuông góc xuống đây. Hiểu vấn đề không? Và đây là B phẩy. Hiểu chưa? Hiểu đoạn này chưa? Lại cái gì? Phải gióng vuông góc với cái E thì mới là hình chiếu. Nhớ chưa? Phải gióng vuông góc với E nhá, thì mới là hình chiếu được. Thì nó N đến P thì đố các bạn biết N phẩy B bằng bao nhiêu ấy? N phẩy B phẩy bằng bao nhiêu ấy? Nào bao nhiêu? Các bạn dùng hằng đẳng thức ấy. Các bạn thấy chỗ này là anh gọi đây là điểm H đi đúng không? Điểm H ở đây thì chỗ này là HN bằng có phải bằng 6.4 không? Còn thằng bên này là 3.6 không? Nhớ các hệ thức trong tam giác vuông không? Ta có BN bình thì bằng NH nhân với cả MN, vậy 8 bình là 64 không? 64 chia cho 10 là 6.4, còn bên này là 6 bình là 3.6. Nhớ không? Thì đố các bạn biết N phẩy B phẩy bằng bao nhiêu? Sai. Rồi chính xác, nó phải là trừ 6.4cm. Vì sao? Vì nó ngược chiều điện trường. Nên cái này nó sẽ bằng âm 0.064. Nhớ chưa? Và có cái này rồi thì các bạn tính được công A không? Đúng không? Công A bằng bao nhiêu? Vẫn là QED. Thì công A lần này chắc chắn là dương rồi. Nó sẽ là trừ 4 nhân 10 mũ trừ 8 này. Nhân 200 này. Và nhân với trừ 0.064, các bạn nhân bung vào cho anh xem được một kết quả bao nhiêu này. Bằng bao nhiêu? 5.12 nhân 10 mũ trừ 7 đơn vị là Joule. Nào Dũng có hiểu đoạn này không? Nhớ nhá, tất cả đều các bạn nhớ. Tất cả những bài liên quan đến hình vẽ này, các bạn cứ vẽ cái E ra, xong các bạn gióng cái hình chiếu nó về đấy. Bạn nhớ chưa? D nó phải là D của hình chiếu chứ không phải là D của cái điểm PN ở đây. Bạn nào nhân 8 là sai rồi. Được chưa? Phải là 6.4 nhưng mà ở đây là ngược âm 6.4. Được chưa? Đường kín thì công bằng mấy?
đường kín thì công bằng không. Hiểu chưa? Điểm đầu điểm cuối giống nhau rồi thì xét làm gì? Nào bây giờ từ B đến M nào, các bạn chỉ cần xác định D đúng thôi là các bạn đúng rồi. Nào D từ B đến M thì bằng bao nhiêu nào? Từ B đến M nào, sóng từ đây xuống đây đúng không? Có phải bằng âm 3,6 không? Âm 3,6 cm. Thì đổi ra thì bằng 0, âm 0,36 m đúng không? Thì các bạn thay vào, các bạn tính cho anh. Thế bây giờ 8 tháng 10 rồi, mấy bạn kia đã về đâu? Thấy chưa? Đấy, tính cho anh nào. Ta có B phẩy M phẩy thì bằng âm 0,036 đúng không? À, Dũng tính cho anh nào. A bằng bao nhiêu nào? Vừa đọc công thức vừa ấy nào. Nên. Rồi QED. Nào Q bằng bao nhiêu? Đấy. Trừ 4. Đúng không? Đóng ngoặc nhân bao nhiêu? 200 nhân thằng này là âm 0,036. Rồi Dũng bấm cho anh kết quả nào. Dũng hiểu chưa? Nào đấy, đội ra thiều còn order nào câu nữa, nào nữa không? Dễ ợt như thế này. Sao em? Câu 16 á? Ok, đợi anh tí anh chữa cho thằng Minh L cái này cái. Dũng ra bao nhiêu nào, đọc cho anh nào? 2,88 × 10^7 đơn vị là joule đúng không? Các bạn có ra thế không? Anh nói thằng Huy á, chỉ cần mày học ngang bằng cái gì anh dạy mày nhanh hơn một tí thôi. Đừng có kiểu anh dạy một đằng nhưng mà cứ ngồi làm một bài khác xong đến lúc vẫn thích kiểu biết như thế, xong đến lúc làm vẫn cứ như cái nhắc nhở nhỏ thì lại không biết. Cái này có cái bụi này 4.900 nhưng câu này bị bỏ hay sao ấy. À đây đây, nó là câu 8 của cái đề của thằng Minh thằng ấy. Đúng không Minh, câu này. Đấy, câu này thằng này vẫn không hiểu thế nào làm lơ lửng này. Nào các bạn ơi, lại một lần nữa, lại bài này giống bài kia thôi. Bây giờ các bạn tưởng tượng nhá, anh chưa cần đọc đề, anh chỉ biết ở đây có cái chữ là nằm lơ lửng đúng không? Hạt bụi nằm lơ lửng đúng không? Để hạt bụi nằm lơ lửng thì nó hỏi gì? Nó hỏi là tấm nào mang điện tích dương. Thì bây giờ anh chỉ hiểu đơn giản là bây giờ chúng ta có cái hạt bụi ở đây thì chắc chắn là có trọng lực P kéo xuống, mà muốn nó nằm lơ lửng thì phải có ép điện kéo nó lên và hai cái này bằng nhau. Hiểu vấn đề chưa? Thì bây giờ mình sẽ xác định được là cái Q này mang điện tích dương. Thì cái ép điện này có cùng chiều với E không? Mà E luôn đi từ dương đến âm đúng không? Thì chắc chắn là dương nằm ở dưới, còn âm nằm ở trên. Hiểu chưa? Anh chưa cần làm, anh chỉ cần đấy thôi là mình phải định hình cái lý thuyết nó phải như vậy rồi. Hiểu chưa? Thì bây giờ nó bảo là tấm nào mang điện tích dương thì có phải là một tấm trên một tấm dưới không? Còn chưa đi vào tính toán cụ thể thì em có tính được không? Được chưa? Tính FD ra, FD bằng gì? FD bằng Q nhân E đúng không? Q nhân E này thì phải bằng P, P bằng M nhân G. Vậy có tìm ra được các cái người ta cần không? Xong chưa? Ok, thì bây giờ quay lại câu 16 của bạn Tú nhá. Tú hỏi câu 16 đúng không? Tại câu 10 trước à? Đây, ok. Câu này nó có chữ cực đại nhé, các bạn tập trung ở đây. Có cực đại thì anh sẽ nói về cái cách tìm cực đại ở trong này. À, chúng ta sẽ cùng tóm tắt đề bài ra nhé, để tất cả các bạn cùng hiểu nhé. Các bạn ghi cho anh đề bài này. Tóm tắt đề bài này. Đầu tiên nó cho Q1 thì bằng 8 × 10^8. Q2 thì bằng âm 8 × 10^8. Đặt tại AB. AB bằng 4 cm. Đấy. Nó bảo tìm trên điểm C, trên đường trung trực AB. Đấy, cách AB một đoạn là X. Tìm X để cường độ điện trường tại C là cực đại. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta vẽ hình ra này. Chúng ta vẽ hình, chúng ta hiểu này. Đây, điện tích Q1 là dương này. Cách ở đây một đoạn là 4 cm. Ta có điện tích ở đây là âm này. Thì đây là thằng Q1. Và đây là thằng Q2. Ở đây là đặt tên là A. Ở đây đặt tên là B. Ở trên một cái đường trung trực đúng không các bạn? Trên cái đường trung trực thì chúng ta có một cái điểm C.
và điểm C thì cách đoạn này là x đúng không? Đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ có, các lưu ý chỗ này nào. Chúng ta lưu ý chỗ này nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái thứ nhất, cái câu này hơi khó đấy. Cái thứ nhất là thằng E1 là cái thằng E, thằng ấy sinh ra có thể đẩy ra ngoài không? E1 không? Đúng không các bạn? Còn thằng E2 thì có phải hướng về đây không? Đúng không các bạn? Đấy. E1 với E2. Đấy. Thế thì nó bảo tìm X để cường độ điện trường tại C là cực đại. Đúng chưa nào? Đấy. Cực đại là lớn nhất đấy. Cái bài này có hai cách lựa chọn. Đấy. Thì theo anh ấy thì nó sẽ lớn nhất khi mà E1 với E2 vuông góc với nhau. Lớn nhất khi nó vuông góc với nhau, bởi vì chắc chắn nó không cùng chiều rồi. Được chưa? Nó sẽ vuông góc với nhau. Được chưa? Đấy. Lớn nhất khi nó vuông góc, khẳng định luôn. Đấy. Nhớ chưa? Tại vì sao các bạn biết không? Bởi vì chúng ta thấy ở trên đường trung trực nhá, thì ta có CA có bằng với CB không? CA bằng CB không? Đúng không? À đâu, viết này sai, CA độ lớn thôi. CA bằng CB này. Thế khi chúng ta tính ra được thì chúng ta có suy ra độ lớn của E1 bằng độ lớn của E2 không? Có đúng không? Độ lớn của E1 bằng độ lớn của E2. Hiểu chưa? Đấy. Thế thì bây giờ các bạn sẽ thấy là bây giờ nếu mà E tổng hợp của chúng ta bằng này, E tổng hợp nhìn nhá, nhìn công thức E tổng hợp thì bằng E bình sẽ bằng E1 bình cộng E2 bình trừ gì? Trừ hay cộng? Cộng 2E1 nhân E2 nhân cốt của góc an alpha là góc tạo bởi hai thằng, đúng không các bạn? Được chưa? Đấy, các chú ý nhá. Nào, tập trung vào đây để anh sẽ hướng dẫn các bạn nào. Thế các bạn đồng ý này, các bạn đồng ý là E1 bằng E2 không? Đúng chưa? Về mặt độ lớn đúng không? Chúng ta gom lại vào nó thành là E1 bình này cộng E2 bình có phải thành 2E1 bình không? Cộng tiếp với 2E1 bình tiếp nhân cốt alpha không? Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi, chỗ đoạn này nó sẽ hơi rối rắm một tí, nhưng mà chúng ta sẽ cùng nhìn đến đây, anh sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhá. Cái đoạn này nhá thì các bạn phải tìm được cái góc alpha này đúng không? Đúng chưa? Nó bắt khi là thằng cốt alpha lớn nhất. Ha, khi thằng nào lớn nhất? Khi là thằng cốt alpha lớn nhất. Là lớn nhất. Khi là 1. Khi là cốt alpha. Sai, cốt ở 1 thì hai thằng này cùng chiều với nhau à? Tức là cốt alpha bằng 1 thì có phải góc đấy là góc 0 không? Góc 0 thì hai thằng cùng chiều không? Làm sao cùng chiều được? Đúng chưa? Thế bài này nó hơi toán học một tí, nếu mà nó vứt toán học vào đây thì các bạn hơi mệt đấy. Các bạn hơi mệt nhá, anh nói luôn là các bạn hơi mệt. Bây giờ thực ra thì câu chuyện ở đây nó rất là đơn giản, là tức là nó hãy mang x vào trong câu chuyện của chúng ta. Đấy, nhưng mà anh đang hơi ngại một chút là anh mang x vào câu chuyện của chúng ta thì các bạn liệu có bị dối không? Thế bây giờ anh sẽ mang câu chuyện x vào. Nào bây giờ các bạn tính cho anh. Tính cho anh này, cái đoạn là AC bằng bao nhiêu các bạn biết không? AC bình đi. AC bình có phải bằng CB bình không? Và bằng bao nhiêu nào? Nào, AB là bằng 4cm thì có phải chỗ này là bằng 0,02 không? Thằng này 0,02 không? Còn thằng này là x không? Thì như vậy chúng ta bấm là CB bình sẽ là bằng 0,02 tất cả bình cộng với x bình. Thì bằng bao nhiêu? 0,02 bình phương là bao nhiêu? Bấm máy tính đi, ngồi ngắm mấy rồi, mấy thằng này ngồi ngắm này. Chán thật. À, bằng 4 nhân 10 mũ trừ 4. Cộng x bình đúng không? Rồi để đây anh cho các bạn chữa đến đây rồi tiếp, anh mới làm tiếp. Nghe đây, chữa ẩn hoài kiên đi kiểm tra cho anh xem bạn nào ghi bài chưa nào. Vậy hôm nay các bạn nghỉ giải lao rồi thì chúng ta về muộn hơn 8 rưỡi 10 phút à, đúng không? Không được rồi. Ừ. Các bạn được giải lao mà.
rồi Phong sẽ ở lại được kèm riêng. Ông có nhìn thấy cái tam giác vuông không? À, nhìn cái tam giác vuông đây không? Thì cạnh CB hay cạnh CA có phải bằng cái này bình cộng cái này bình không? Hiểu chưa? À, bây giờ chúng ta có E1 bằng E2, tính độ lớn E1 bằng E2 này. Bằng bao nhiêu này? Bằng 9 nhân 10 mũ 9 này. Nhân với Q đúng không? Q là đang có chưa? Q là bằng 8 nhân 10 mũ trừ. Trừ 8, đúng không? 8 nhân 10 mũ trừ 8. Chia cho ở dưới là R bình. R bình là có phải là R bình là khoảng cách này thì chính là bằng AC bình và hoặc là CB bình không? Tức là bằng 0,4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình. 4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình. Có hiểu đoạn này không? Và bằng bao nhiêu các bạn ơi? Anh không cần lấy căn bởi vì nó là chia cho R bình mà. Được chưa? Bạn nhân vào cho anh xem có nó đẹp không? 720 à? Bấm cái tử thôi, còn thằng mẫu thì để nguyên đấy. Thì bằng 720 trên 4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình. Đấy. À, cả lớp đã hiểu đoạn này chưa đã? Để anh mới làm tiếp này. Đã hiểu cái đoạn x này chưa? Ok chưa? Được chưa? Hiểu đoạn x này chưa cả lớp? Rồi nhá. Hả? Người mẫu là R bình thì R bình chính là CA, CB bình rồi. Anh chưa lấy căn ra thì anh bình lên sẵn rồi. Đúng chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy, con này hơi khó. Vậy chúng ta có E bình bằng cái gì? Bình tĩnh này, E bình sẽ bằng này. 2 lần E1 bình, tức là cái này các bạn nhân 2 nhưng mà phải bình phương lên. 2 nhân với bao nhiêu đây? 720 trên 4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình trong tất cả bình phương. Xong cộng với 2 nhân với gì? 720 trên 4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình, đóng ngoặc tất cả bình phương, nhân với cốt của góc alpha, từ từ góc alpha cũng đổi với x luôn cho nó máu, cho nó mới triệt tiêu đi được. Đấy, bây giờ anh cần tìm cốt alpha này, các bạn tập trung vào đây để anh tìm cốt alpha nhớ. Nào, nào hiểu đoạn này chưa? Con này hơi khó nhỉ. Con này hơi khó đấy, con này anh không nghĩ là Tú đi thi sẽ làm lại được đâu. Không thật, đây là phân tích để các bạn đấy. Nào, ví dụ câu này, các bạn nhìn này, cái góc này có phải bằng góc này không? Đây anh sẽ góc môi vàng là cái này này. Bằng cái này không? Đúng không? Nào bây giờ anh sẽ từ, bây giờ chúng ta phải thuộc công thức lượng giác một xíu nhá. Nào, thì có phải cái góc B này chính bằng alpha chia 2 không? Đúng chưa? Thì các bạn tính cho anh cốt của góc B thì bằng cốt của alpha chia 2 và là bằng bao nhiêu? Cốt thì bằng gì? Kề trên huyền. À, kề trên huyền, kề là 0,02 chia. Chia cạnh huyền là gì? Mấy? Cạnh huyền sẽ phải là 0, cho tôi bỏ con này đi được không? Anh thay số nó to quá. Nó là 0,04. Nó là 0,04 đúng không? Cộng với cả x bình nhưng mà lại phải lấy căn như này nữa cơ. Hiểu chưa? Cái cạnh CB này. Các bạn phải chia cho AC hay là CB đúng không? Thì cái cạnh CB nó phải lấy căn của cái này ra chứ. Nó sẽ là 4 nhân 10 trừ 4 đúng không? Anh nhỏ nhầm là 4 nhân 10 cũng trừ 4 cộng x bình đúng không? Rồi. Nào, 4 nhân 10 cũng trừ 4 cộng x bình, được chưa? Nào, mà bình tĩnh này. Các bạn có cốt của 2A thì có phải bằng gì nhỉ? 2 cốt bình A trừ 1. Thế thì bây giờ cốt của 2A, à, cốt của alpha thì có phải bằng 2 lần cốt bình của alpha trên 2 trừ 1 không? Thì các bạn bằng này. Nào, các bạn có phải bình phương cái này lên không? Đúng không?
2 nhân bình phương của cái này, 2 nhân 0,02 bình phương cho anh là bằng bao nhiêu? 2 nhân với 4 nhân 10 mũ trừ chia cho 4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình xong tất cả trừ đi 1. Dối không? Nào, thế bây giờ nó thành cái gì nào? Bằng này. Rồi. 2 nhân cái này xong trừ đi 4 thì có phải ở trên tử vẫn là 4 nhân 10 mũ trừ 4 không? Trừ x bình không? Trên 4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình không? Xong các bạn thay vào chỗ này, đây là cốt. Đấy, thay vào chỗ này. Khó quá đúng không? 4 nhân 10 mũ trừ 4 trừ x bình trên 4 nhân 10 mũ trừ 4 cộng x bình. Anh cảm giác không ổn lắm nhờ. Thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi. Anh nghĩ là đi thi không làm nổi đâu. Rồi câu 16 đi. Các bạn phải chấp nhận thực tế chứ đúng không? Những bài nó quá không cố nữa. Để anh xem. Nào con này tập trung ở đây. Có 3 điện tích này, như hình vẽ. Hình vẽ đâu? Hình vẽ đây à? Hình vẽ đâu? Tú ơi, hình vẽ đâu? Hình vẽ cắt trên đây à? Hay là hình vẽ nào? Không hình vẽ thì làm sao làm được? Hay đây này vứt đi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang câu khác nhá. Tại vì câu này không có hình vẽ làm sao nổi. Chưa, từ từ nhá, để anh sẽ lấy cái đề ra thiều phiên bản 2 nhá. Các bạn phải hiểu được là nó làm được hay không đúng không? Chứ đọc cái đề xong mà cảm giác không làm được thì bắt tay vào làm cái gì? Nào tiếp tục nhá, đợi tí. Ôi chết rồi, tại sao nó quên mất. Gửi sang đây, ok. Bản meta này, bản beta. Đấy. Nào, bây giờ mình hỏi cái này là bài nào nào? Bài câu cái gì còn. Đây câu này cái gì? Rồi ok. Câu này Thảo làm được câu này chưa? Tức là nó biết làm rồi cái gì? Cả lớp vẽ cho anh cái hình này là sao nào? Từ A đến B là D1 này. Từ B đến C là D2 này. Ba bản này đều mang điện hết nhá. Nhưng mà lưu ý là chỗ này là với bản A và C thì tích điện âm. Còn điểm B thì tích điện dương. Đấy, bạn hình dung như thế. Đấy, các bản đặt song song xem gần đúng điện trường giữa các bản kim loại là đều đúng không? Đấy là đều. Biết khoảng cách AB chỗ này là 3 cm, còn cái này là 5 cm. Nếu cường độ điện trường giữa hai bản A và B và B và C có độ lớn lần lượt là 200, E1 bằng 200, E2 là bằng 600. Chọn gốc điện thế tại điểm B thì điện thế tại C bằng bao nhiêu volt? Ok. Gốc ở đây. Nào, bây giờ tại B nó là mốc đúng không? Mốc là tại B thì VB bằng bao nhiêu? VB bằng mấy? Bằng 0. Được chưa? Ở đây cái này các bạn thấy này, các bạn sẽ có UBC, tức là tôi di chuyển từ B đến C thì sẽ bằng gì? Bằng công thức là gì? VB trừ VC thì bằng gì? E nhân gì? E nhân D BC, hiểu chưa? D
DBC. Nào, bây giờ các bạn thấy nhá. Nào, các bạn nhìn này. Cái chiều của E các bạn lưu ý này là luôn từ dương về âm. Chiều của E đây. Hiểu chưa? Thế thì ở đây các bạn thấy là E ở đây bằng bao nhiêu này? Có phải bằng 600 không? Nhân DBC là bằng 5cm thì chúng ta đổi thành 0,05 thì kết quả ra được bao nhiêu? Bao nhiêu? 30V đúng không các bạn? Đúng không? Mà nó bắt tìm gì? Tìm điện thế tại C. Thì các bạn có ra được không? Vậy ta có 30 đúng không? Lấy VB. VB trừ 30 thì sẽ bằng VC. Vậy VC bằng bao nhiêu? VC bằng bao nhiêu? Âm 30 chứ có gì đâu. Tại vì VB bằng 0 mà. Đấy, VB bằng 0 đấy. Sao rụt xe đấy. Hiểu chưa? Rồi các bạn chữa vào nhanh lên. Có cái gì thắc mắc khỏi luôn. Đấy, chữa chỉ thế thôi. Ừ, anh đang từ để cho các bạn hỏi đấy. Các bạn vừa chữa mà để vừa hỏi thắc mắc. Tại vì câu này anh thấy nó dễ. Nhưng mà nhiều bạn nhìn cái đề thì thấy nó khó. Tại vì nó cho nhiều cái tung hỏa mù lên. Ừ. Không. UBC là bằng VB trừ VC. Còn UCB thì bằng VC trừ VB. Hai thằng ấy nó sẽ đổi dấu với nhau. Chính xác. Em gọi U từ đâu đến đâu thì nó phải là đúng từ đấy đến đấy. UBC sẽ bằng trừ UBC. Ok chưa? Đấy, nhớ nhá. Đấy. UBC. Từ từ đã, để anh muốn các bạn nghe phân tích câu này đã, câu này dễ các bạn hỏi. Tại đi ngay chuyển tiền xong rồi đúng không? Làm gì đây? Nghe làm gì ở dưới chân đây, tay đấy, bắn tim à? Anh ngồi học bài thì không ghi, kiên xem cho anh bạn ghi bài cho mà ngồi bắn tim trong giờ ấy. Nào, có bạn nào hỏi nữa không hay là khó quá thôi? Ừ. 10 giây, 10, 9, 8, 7. Minh L nói bậy, Huy Minh nói bậy. Thực ra Huy Minh thì nên nhận xét là Huy Minh ít đùn. Vì Huy Minh bị vãi cái đấy trong lớp mà. À, xong chưa? Để đến câu order của bạn... Minh là câu đúng sai là câu mấy? Câu 4 ạ. Ui ôi, ui. Tốt. Các bạn cảm giác mình đang bị hơi đói chưa được ăn cơm. Tôi nhìn cái này hoa mắt đấy. Nó dài nhưng mà tao cũng không biết làm. Tám phút mà cho làm một câu tận 30 phút mới xong. Nào, đọc kỹ đề bài này. Hình 6 mô tả cách sắp xếp của 4 cái điện tích điểm phẩy. Trong đó các điện tích được đặt cách đều nhau như hình vẽ này. Xét cường độ điện trường tại điểm O trong 6 trường hợp này. Ok, cách đều nhau nhá các bạn nhá. Câu A nó bảo gì? Cường độ điện trường tại trường hợp 6 lớn hơn trường hợp 2. Ok, nào nhìn trường hợp 6 với trường hợp 2. Trường hợp 2 này, các bạn thấy bên này dương không? Bên này âm không? Tức là các bạn tưởng tượng như này nhá. Hả? Bằng 0 là sai rồi. Các bạn nhìn nhá, bây giờ anh đánh số đây là 1 2 3 à 1 2 này, 3 4 này. Thì thằng E1 có phải kéo về đây một đoạn dài là bằng anh cứ coi như là E1 bằng 1 đi. Hướng về bên tay gì? Tay trái. À đâu, hướng về ra sai, hướng về bên tay phải chứ. Nhầm, nó là dương mà, điện tích dương mà. Nào nhìn E1 sẽ hướng về bên tay phải, hiểu chưa? E2 thì bằng mấy, đố các bạn biết không? E2 có khoảng cách bằng một nửa. Mà theo công thức E bằng KQR bình
thì chỗ E2 này phải bằng 4 và hướng về bên tay phải. E3 thì có phải cũng cách một khoảng giống thằng kia không? Vậy cũng bằng 4 và vẫn hướng về bên tay phải. E4 thì cũng bằng 1 và hướng về bên tay phải. Vậy tổng của nó sẽ bằng E tổng sẽ bằng 10. Có hiểu đoạn này không? Anh cứ coi như đoạn này có E bằng 4, còn đoạn này thì E bằng 1 do nó khoảng cách nó xa hơn. Hiểu chưa? Hiểu đoạn này chưa? Mình quy ước lượng để mình tìm được cái đúng sai thôi. Nào cả lớp đã hiểu đoạn này chưa? Hiểu cái quy ước chưa? Anh thấy Linh Phương chưa hiểu lắm này. Hiểu chưa em? Nhớ nhá, cái thằng này gần nhất này thì E nó mạnh này, thằng này dài gấp đôi thì E nó sẽ cái E nó bị làm sao? Chia 4 lần đi. Anh lấy con số 4 với 1 nhá. Nào bây giờ đến câu 6 này, các bạn nhìn câu 6 này. Anh lại đánh số 1 2 3. 1 2 3 4 như này đúng không? Cái này là không đúng không? Thế các bạn thấy E1 là hướng sang bên nào nào? Hướng về lại gần, tức E1 hướng về bên tay trái như này. Đồng thời có độ lớn là 1. E2 thì có độ lớn là 4 nhưng hướng về bên tay phải. Như vậy là E3. Thì các bạn thấy là ví dụ bên tay trái thì các bạn để dấu trừ, còn bên tay phải các bạn để dấu cộng đi. Được chưa? Thì tí nữa chúng ta thấy âm thì chúng ta trừ đi. Nào E2 này thì hướng về bên tay nào? Hả? Tay nào? Tay tay hướng về mà đúng không? Hướng về đây đúng không? Vậy vẫn là hướng về bên tay phải. Tuy nhiên cái độ lớn của nó này, con thấy độ lớn điện tích nó nhân 2 không? Thì E của nó sẽ phải bằng 2 chứ không phải là 4. À đâu, nó phải là 8 chứ. Có hiểu không? Có hiểu tại sao nó là 8 không? Thứ nhất là nó ở gần. Nó ở gần thì có phải nó phải gấp 4 lần lên không? Cái thứ hai là điện tích nó nhân 2 không? Thì 4 nhân 2 là 8. Hiểu chưa? Còn cái E4 là hướng ra xa. Hướng ra xa đúng không? Hướng ra xa lại hướng sang trái này, đẩy sang trái này. Nhưng mà ở đây nó lại là gì? Nó lại 2 gấp đôi lên. Thì em nhớ là 1 xong mình nhân đôi lên nó thành gì? 2. Và các bạn cộng cả 4 cái này vào, các bạn sẽ được là 2 cộng 10 âm 2 rồi âm 2. Các bạn sẽ đấy là 4 12 12 trừ 10, vậy là ra kết quả E tổng bằng 9 đúng không? Thì bây giờ nó bảo là gì? E6 lớn hơn E2 là đúng hay sai? Sai. Có khó không? Nhưng mà bây giờ đến bây giờ là mượt rồi. E3 E4 bằng nhau. Nào tính E3 E4 nào. Nào anh cắt cái E3 E4 ra anh điền cho các bạn xem nhá. Điền thật nhanh, lần này điền nhanh được chưa? Nào điền nhanh E3 E4 nào. E3 có này, các bạn nhìn này. Nào nhìn kỹ này, đây là 1 này, đây là 2 này, đây là 3 này, đây là 4 này. Nào E1 hướng bên trái hay bên phải? Hướng về đây đúng không? Thì các bạn để dấu âm nhá. Và đây là số 1, vậy kết quả E này được 1 không? Thằng này đẩy ra sang bên này và lại gần. Đúng không? Vậy là thằng này là 4. Thằng này hướng sang bên này. Bên này đúng không? Thằng này đẩy về bên này là đẩy về bên này chứ. Đúng rồi rồi. Thằng này đẩy về bên tay trái, thằng này lại âm, vậy là thằng này âm âm 4. Thằng này tiếp tục đẩy về bên này là thành âm 1, vậy cộng tất cả vào có phải là 0 không? Ok chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Ở sai sai ở đâu nhỉ? E1 là trừ 1 à? E1 là trừ 1, vậy thì nó phải bằng âm mấy? Sai, âm 2. Nó đổi một dấu là nó phải trừ 2 cả, đúng không? Nào tiếp, từ từ, cái thằng này là bao nhiêu? Có phải sang bên này không? Âm 1, thằng này? Âm 4, thằng này? Âm 4, thằng này? Dương 1, vậy cộng vào? Âm 8. Đấy, vậy hai thằng này khác nhau, vậy câu này vẫn là sai. Khó không? Nào bây giờ anh giải thích lại một lần nữa nhá. Cường hộ trường hợp 1 vào bằng 0 này. Anh tính cái trường hợp 1 này. Nào anh sẽ nói lại cho các bạn tại sao lại âm 4 âm 1 ở đây nhá. Đây là cái quy ước của mình nhá. Nào nói lại cái quy ước này. Các bạn thấy là ở xa nhất như này đúng không? Thì anh cứ coi quy ước thằng này điện tích là E này. Thì khoảng cách ở đây là nó bằng 2. Đúng chưa? Thì anh có quy ước ở đây sinh ra thằng này E bằng 1 được chưa? Nhưng ở đây là khoảng cách giảm đi một nửa. Thì có phải E ở đây phải bằng 4 không? Thằng E ở đây phải bằng 4 không?
E ở đây bằng 1 không? Anh chưa nói về hướng. Nhưng mà có thằng đặc biệt là cái ở cái thằng trường hợp số mấy đây? Số 6 ở đây thì nó có là 2E. Chỗ này 2E. 2E, hiểu chưa? 2E thì điện tích nó phải gấp đôi lên thì nó không phải là 4 nữa mà nó nhân đôi lên thành 8. Hoặc chỗ này đáng lẽ là E thì nó là 1 thôi nhưng mà 2E thì nó phải thành 2. Nào Minh đã hiểu quy ước chưa? Quy ước để mình tính, mình so sánh cho nó dễ thôi chứ có cái gì đâu. Được chưa? Đã bây giờ câu 1 nó bảo là câu 1 là bằng 0 đúng không? Câu 1 là bé nhất là bằng 0 rồi. Ok, câu 1. Thứ nhất nó hơi dài dòng. Bởi vì nó hỏi là bé nhất. Ừ, bé nhất thì coi như chấp nhận bằng 0 đi nhá. Nào bây giờ có chỗ này nhá, em sẽ nhìn phải nhìn cái hướng của nó. Cái độ lớn của các bạn đã hiểu chưa? Nhìn độ lớn này. Độ lớn thằng này là 1, thằng này là 4, thằng này là 4, thằng này là 1. Bây giờ chỉ xác định hướng thôi. Thằng này dương, vậy thì nó đẩy O sang bên này đúng không? Như vậy nó là dương 1. Thằng âm hút thằng này về đúng không? Vậy nó là trừ 4. Hiểu chưa? Thằng này nó hút thằng này về đây, bên tay phải mình lại là hình dương 4. Thằng này là dương, đẩy thằng này về bên này, về bên này, về bên tay trái là âm, âm 1. Vậy chỗ này anh quy ước cái chiều này là chiều dương. Tất cả các E sinh ra theo chiều này là dương, còn tất cả các E sinh ra chiều này là âm. Em hiểu chưa? Nào bên thằng 1 nhá, thằng 1 này có phải nó đẩy thằng O này đi không? O1 là điện tích dương thì có phải đẩy cái thằng O này đi không? Hướng ra xa thì có phải nó là dương 1 không? Thằng này âm thì có phải nó hướng hút thằng này về, hút thằng này về bên tay trái có phải là âm 4 không? Thằng này điện tích âm nhưng mà hút về bên này là bên tay phải thì nó phải là dương 4 không? Còn thằng này là dương, dương thì nó đẩy về phía bên này thì có phải bên tay trái là âm 1 không? Hiểu quy ước chưa? Nào bây giờ anh sẽ các bạn đấy học nói là gọi là dấu hiệu của học hiệu quả đấy. Anh thật các bạn thử học tập trung mà xem. Não đã phải tốn rất nhiều calo đúng không? Nào bây giờ anh sẽ chữa cái con 6 này, cái con 6 này xem bằng bao nhiêu nhá. Lại con 6 này. Lại con 6 nhá. Các bạn cùng tập trung đây cho anh này. Đấy, cái dạng này các bạn làm mà thay công thức mà không làm theo kiểu anh nó rất lâu. Đầu tiên anh điền số vào trước nhá. Điền số vào trước này, chưa điền hướng này. Chỗ này có phải 4 không? Chỗ này là 1 không? À nhầm, anh ngược, sorry. Đấy, thế là các bạn hiểu rồi. 1, 4, 8, 2, đúng chưa? Rồi, nào bây giờ điền dấu nhá, điền dấu này. Thằng này hút về bên này đúng không? Trừ, thằng này đẩy ra. Dương, thằng này hút về bên này. Dương 8, thằng này đẩy về bên này, âm. Thì chúng ta cộng vào nó sẽ là 1, cộng 4, cộng 8. 2 là bằng 9. Hiểu chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đấy. Nhưng không biết nó lớn nhất hay không thì các bạn phải tính cho anh từng cái một. Tính cho anh từng cái một được không? Xem nó lớn nhất hay không, biết tính chưa? Rồi, như vậy đủ thời gian, thời lượng bài tập chưa? Đấy, về làm hết đề 2 nhá. Đừng để lần sau nhắc nữa nhá.